Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 175. Ngươi vừa rồi những cái kia thần văn chi thuật, cũng là chút chơi đồ còn dư lại. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ trâm trọng ý vị, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Hư không thần văn, băng phong thần văn, những cái này thần văn chi thuật, Tiêu Phàm sớm tại thần vương cảnh thời điểm liền chơi chán. Đột phá đại đế cảnh về sau đều rất ít sử dụng, có thể nói, cơ hồ là bị hắn vứt bỏ đồ vật. Nhưng Quý Lương Xuyên lại lấy hai loại thần văn chi thuật dương dương đắc ý, thậm chí đem hắn xem như át chủ bài sử dụng, đây không phải Tiêu Phàm chơi dư thì là cái gì chứ? Quý Lương Xuyên sắc mặt một trận đỏ bừng, hắn thần văn thiên phú, trận pháp thiên phú xác thực tính là số một số hai thiên tài. Nhưng mà, Tiêu Phàm không nhìn hắn thần văn chi thuật, cũng là đặt ở trước mắt sự thật. Nếu như người khác như thế châm chọc hắn, hắn có lẽ sẽ còn giận tím mặt, nhưng bây giờ, hắn liên phát giận đều không có ý tứ phát, bởi vì hắn thần văn chi thuật đối Tiêu Phàm căn bản không có cái gì dùng. Các hạ không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Lúc này, một đạo mềm mại nhưng lại thanh âm bá đạo vang lên. Ngay sau đó, hai đạo bóng người đạp không mà lên, đi tới Quý Lương Xuyên cách đó không xa, trên mặt lộ ra bất thiện. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hai người không phải người khác, chính là Điệp Vũ Tiên Tử cùng Nguyệt Nhai Công Tử, mở miệng thì là Điệp Vũ Tiên Tử. Tiêu Phàm vũ nhục Quý Lương Xuyên thì cũng thôi đi, nàng có lẽ sẽ không tiến hành để ý tới, nhưng bây giờ Tiêu Phàm đem nàng đều mang vào, Điệp Vũ Tiên Tử tự nhiên ngồi không yên. Cho ngươi một cái cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Điệp Vũ Tiên Tử một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Câu nào? Tiêu Phàm khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Điệp Vũ Tiên Tử trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nàng lại làm sao có thể đem lời nói mới rồi nói ra đây. Nếu như vậy, bọn họ nghe được một lần như vậy đủ rồi, chỗ nào còn muốn nghe lần thứ hai. Kỳ thật, ta cảm thấy nói những vật kia là chơi dư, đều xem như khích lệ hắn. Tiêu Phàm dừng một chút, lại nói, muốn ta nói, cái kia thần văn chi thuật, chính là rác rưởi. Lời này vừa nói ra. Đám người lập tức rối loạn tưng bừng lên. Thật to gan, vậy mà mắng Lương Xuyên công tử rác rưởi, hắn chán sống sao? Không chỉ có như thế, hắn cái này còn có uyển chuyển mắng Điệp Vũ Tiên Tử cùng Nguyệt Nha ý của công tử, ba người bọn họ, thế nhưng là được phong làm tam đại trận pháp thiên tài a, một lần này có ý tứ, ta rất hoài nghi, gia hỏa này có thể hay không sống mà đi ra Bắc Linh Thành. Rất nhiều người tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Hận không thể xông đi lên cùng Tiêu Phàm đại chiến một trận, cũng có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Tiêu Phàm, lại là mặt không đổi sắc, cứ như vậy thản nhiên nhìn xem Điệp Vũ Tiên Tử. Điệp Vũ Tiên Tử khí ngực chập trùng lên xuống, sắc mặt tái xanh hết sức. Các hạ, hơi bị quá phận, Nguyệt Nhai công tử cũng nhíu mày, hắn không nói bản thân thần văn chi thuật vô địch thiên hạ, có thể như thế nào đi nữa, cũng cùng rác rưởi không quan hệ. Khả năng ngươi đối với ta mà nói có thành kiến. Tiêu Phàm công nhận nhìn thoáng qua Nguyệt Nhai công tử, nói ta không phải nói hắn thần văn chi thuật rất rác rưởi. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ Nguyệt Nhai công tử, Điệp Vũ Tiên Tử, ngay sau đó lại đảo qua ở đây tu sĩ khác, nói ý của ta là, ngươi, ngươi, có lẽ còn có các ngươi thần văn chi thuật, cũng là rác rưởi. Oanh, Tiêu Phàm lời nói, tựa như một cái tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ tung. Phách lối, quá kiêu ngạo, rất nhiều người tức giận hướng về Tiêu Phàm, đám người xúc động phẫn nộ, một cỗ khí tức mạnh mẽ bay thẳng Tiêu Phàm đi. Trong đám người đầu trâu mặt ngựa rụt cổ một cái, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, đại nhân đây là muốn gây nên đám người xúc động phẫn nộ sao? Nếu như Tiêu Phàm thực là mục đích như vậy, hắn đã đạt đến. Đám người tất cả đều ngồi không yên, trong bọn họ có không ít người hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút thần văn chi thuật. Thậm chí có người tạo nghệ vẫn còn tương đối sâu, lại có thể nào để cho người ta như thế vũ nhục. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Điệp Vũ Tiên Tử cái thứ nhất ngồi không yên, quanh thân thải điệp mạn thiên phi vũ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ cầu vòng phong bạo, đem Tiêu Phàm bao phủ ở trung ương. Không nửa điểm hứng thú. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngay sau đó chỉ Quý Lương Xuyên nói, chúng ta trước tiên đem sự tình vừa rồi giải quyết lại nói. Quý Lương Xuyên sắc mặt trầm xuống. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm đây là muốn cùng hắn đỡ lên a. Ngươi bây giờ đối thủ là ta,
Điệp Vũ tiên tử rất khó chịu loại này bị người không nhìn cảm giác. Đi tới chỗ nào, nàng đều là tiêu điểm, cho dù là địch nhân của mình, cũng không thể không nhìn bản thân. Nàng làm sao biết, nàng bây giờ loại cảm giác này, không phải là trước đó Quý Lương Xuyên thể vị qua cảm giác sao? Nói xong, Điệp Vũ tiên tử dò ra ngọc thủ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không có cùng nàng chiến đấu ý tứ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Quý Lương Xuyên trước người, một bàn tay giận vung mà ra. Quý Lương Xuyên nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền xuất thủ, coi như hắn biết rõ, cũng phản ứng không kịp. Thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, đã không kém gì đứng đầu bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Ba, một tiếng vang giòn, Quý Lương Xuyên bị Tiêu Phàm một bàn tay vung ra, hung hăng đụng ở phía dưới quảng trường phía trên, quảng trường phía trên lập tức đá xanh bay tứ tung, bốn phía tu sĩ nhao nhao lui lại. Đám người thấy thế, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Đây chính là Quý Lương Xuyên A, lại bị Tiêu Phàm một bàn tay cho quạt bay. Đáng giận hơn là Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, kém chút để đám người khí ra một ngụm lão huyết. Ta nhớ được thiên thượng linh phong quy củ, Phàm là người chiến bại, bồi thường hư hại kiến trúc đúng không, vậy cái này không liên quan ta sự tình. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Hắn bộ dáng kia, 10 điểm thiếu ăn đòn, tựa như sợ thiên thượng linh phong tìm hắn bồi thường tổn thất. Ta muốn giết ngươi, quảng trường phế tích bên trong Quý Lương Xuyên đứng dậy, quanh thân rậm rạp chẳng chịt thần văn nở rộ, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Hỗn trướng, Điệp Vũ tiên tử nhìn thấy Tiêu Phàm hoàn toàn không mắt nhìn thẳng nàng, trong lòng ngụm kia nội ý càng ngày càng thịnh, lần nữa nhào tới, ngăn tại Tiêu Phàm trước người bản thân chơi đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lần nữa tại chỗ biến mất. Đột nhiên, Điệp Vũ tiên tử sau lưng truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Lại là Tiêu Phàm lần nữa đánh bay Quý Lương Xuyên. Bất quá một lần này, lại không phải lấy tay, mà là dùng chân. Chỉ thấy Tiêu Phàm một cước hung hăng đạp ở Quý Lương Xuyên ngực, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể triệt để đánh tan hắn linh hồn chi thể. Mặc dù hắn ngưng tụ chân linh, chưa chắc sẽ chết, nhưng đối thương tổn của hắn tuyệt đối cũng không phải bình thường tiểu. Điệp Vũ tiên tử nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp run rẩy. Ngay sau đó bỗng nhiên co rút lại mấy lần. Nàng căn bản không có gặp Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, nàng trong bóng tối bố trí thần văn, càng là đối Tiêu Phàm cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ hắn thực hiểu thần văn, hơn nữa còn đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tiêu Phàm nơi nào sẽ biết rõ Điệp Vũ tiên tử ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ muốn hung hăng đem Quý Lương Xuyên giáo huấn một lần. Chỉ thấy hắn một cước giẫm ở Quý Lương Xuyên ngực. Hơi nghiêng về phía trước thân thể, quan sát Quý Lương Xuyên nói, trận pháp thiên tài có đúng không? Hôm nay ta liền là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Dừng một chút, Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra nói, trên đời này, cũng không phải là ai cũng sẽ đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, cũng có khả năng đem ngươi dẫm ở dưới chân. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi nhún chân, một cước đem Quý Lương Xuyên cho đánh bay ra ngoài. Hắn không có giết Quý Lương Xuyên. Chút chuyện nhỏ này còn không đến mức nhường hắn giết người, có thể chọc tới hắn người, Tiêu Phàm cũng coi là cho hắn một cái không lớn không nhỏ giáo huấn, nhường hắn minh bạch làm người không nên quá bản thân. Người có thể phách lối, nhưng là không muốn cố tình gây sự. Điệp Vũ tiên tử đứng ở hư không, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hết sức cường thế Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời quên đi xuất thủ. Nguyệt Nhai công tử cũng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không nói trước Tiêu Phàm thần văn chi thuật. Chỉ ít hắn thực lực, đã đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới. Có thể đánh Quý Lương Xuyên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chiến lực, chỉ ít cũng đạt tới bán bộ thánh tôn cảnh rồi a hát. Trẻ tuổi như vậy bán bộ thánh tôn cảnh, vậy thì có chút đáng sợ. Đám người càng là trợn mắt hốc mồm, nơi nào còn có người dám tiếp tục gọi rầm rĩ. Thật không nghĩ tới Quý Lương Xuyên đều bị một cước đạp bay sao, bọn họ nếu như đi lên, đoán chừng chỉ có thể thảm hại hơn. Lúc này, Tiêu Phàm phủi tay, lúc này mới nhìn về phía trời cao Điệp Vũ tiên tử nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta tới trao đổi một chút thần văn chi thuật. Điệp Vũ tiên tử nguyên bản đối Tiêu Phàm tê. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, dường như trong tinh không ngao du. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, đây chỉ là trận pháp kỳ diệu mà thôi, trận pháp có thể cấu tạo thế giới, thậm chí vũ trụ. Vân Linh lão nhân có thể bố trí trận pháp này,
đoán chừng cũng tổn hao không nhỏ tinh lực. Chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy, nếu như Vân Linh lão nhân bố trí trận pháp này, chỉ là dùng để khảo nghiệm thiên thượng linh phong tu sĩ, hoặc là sàng chọn xem lễ linh hội tư cách, thật sự là có chút nhức cả trứng. Có những tư nguyên này, không làm gì tốt. Đương nhiên, xoắn suýt về xoắn suýt, Tiêu Phàm đối cái này chư thiên tinh đấu trận vẫn là hết sức tò mò. Hắn lờ mờ cảm thấy trận pháp này có chút quen thuộc, chỉ là hắn thân ở trong đó, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái này ảo diệu của trận pháp vị trí. Thật lâu, Tiêu Phàm giáng lâm ở một ngôi sao trên không, không, chuẩn xác mà nói, là một khối thiên thạch. Chỉ bất quá, hắn lấp lóe lấy quang mang chói mắt, giống như một khỏa chân chính tinh thần đồng dạng, người bình thường ở trước mặt nó, căn bản không mở mắt ra được. Tiêu Phàm con người đã hiện lên từng tia huyết sắc, hắn không thể hoàn toàn thi triển nghịch loạn chi đồng năng lực, nhưng thôi động lúc nào tới nhìn đồ vật, lại là có thể làm được. Làm Tiêu Phàm mở hai mắt ra thời khắc, trước mắt của hắn thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy vô số bạch sắc sợi tơ từ trước người hắn thiên thạch bên trên lan tràn ra, câu thông lấy phiến tinh không này vô số ngôi sao, đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, xen lẫn thành một tấm thiên võng. Tinh thần chi lực, càng là dính dấp toàn bộ hư không, hóa thành đủ loại sức mạnh huyền diệu, tác dụng ở mỗi một tấc không gian. Xa xa nhìn tới, những cái kia sáng lên tinh thần, giống như thiên võng tiết điểm. Nếu là không hiểu thần văn, một dạng rất khó ở loại này dưới áp lực cường đại kiên trì thời gian rất dài, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiếp nhận 10 cái hô hấp. Nhưng nếu là hiểu một điểm thần văn, hoặc là vận khí không kém, ngược lại cũng có thể nhiều kiên trì một hồi, thu hoạch được xem lễ linh hội tư cách. Ta liền nói trận pháp này làm sao có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là vạn tinh chu thần trận cùng chư thiên trấn ma trận kết hợp thể. Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới. Vạn tinh chu thần trận, đúng là hắn trước đó bố trí ra ứng phó băng tàm vương, có thể ngưng tụ bốn phía linh khí, để bản thân vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, chiến lực trong thời gian ngắn lấy được tiêu thăng. Đương nhiên, nếu là muốn vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, nhất định phải nhục thân hoặc là linh hồn chi thể có thể chịu được. Về phần chư thiên trấn ma trận, không phải liền là Tiêu Phàm trước đó ở vô tận thần phủ bố trí mấy cái trận pháp một trong, dùng để chống đối man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương sao? Chư thiên trấn ma trận, lực công kích mặc dù miễn cưỡng, nhưng lực phòng ngự lại là cực kỳ khủng bố. Tiêu Phàm lúc ấy vẻn vẹn bố trí một cái phiên bản đơn giản hóa chư thiên trấn ma trận, liền chặn lại bán bộ thánh tôn cảnh công kích, có thể nghĩ trận pháp này cường đại. Vân Linh lão nhân bố trí chư thiên tinh đấu trận, chẳng qua là đem hai loại trận pháp tiến hành đơn giản hóa dung hợp mà thôi, miễn cưỡng đạt đến tôn giai trận pháp. Trận pháp này, ở Tiêu Phàm xem ra, là không đáng xưng đạo. Duy nhất một điểm, để Tiêu Phàm cảm thấy không sai chính là, Vân Linh lão nhân đem thời không thần văn sáp nhập vào trong đó, khiến cho trận pháp này rất có lực công kích. Cho dù là bán bộ thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể chịu được cái này thời không thần văn nghiền ép. Đương nhiên, trận pháp này sở dĩ có uy lực như vậy, chính là bởi vì Tiêu Phàm phía dưới viên này bạch sắc thiên thạch. Không nghĩ tới cửu u ma chủ thế giới bên trong, vậy mà ra đời tinh thần giới vân thạch, chỉ là tinh thần giới vân thạch dùng để bố trí trận pháp này, lại là quá lãng phí. Tiêu Phàm hơi hơi sợ hãi thán phục, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này vẫn thạch lai lịch. Tinh thần giới vân thạch, chính là tinh xa qua ức vạn năm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thời không thuộc tính, có thể dùng hắn luyện chế thời không pháp bảo. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, nếu là có người dùng tinh thần giới vân thạch luyện chế được thời không pháp bảo, rời đi cửu u địa ngục trói buộc, đến lúc đó ở cửu u ma chủ ngủ say thời điểm, bị người xông vào, cái kia có thể gặp phiền toái. Bất quá nghĩ đến cửu u ma chủ cái kia thực lực mạnh mẽ, Tiêu Phàm lại cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Đáng tiếc, cái này tinh thần giới vân thạch phẩm giai hơi kém một điểm, nếu là lột xác thành thuần chính thời không giới vân thạch, vậy liền giá trị nghịch thiên. Tiêu Phàm lại đáng tiếc thở dài. Nếu như để người ta biết Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ phiền muộn hết sức, đây đã là tôn giai báu vật vô giá trên đời tốt ha, người còn chọn ba lấy bốn. Ong ong đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân chán phóng từng đạo tím kiếm khí màu đỏ ngòm, tu la kiếm phá thể mà ra, nó đều có chút nhìn không được. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, tu la kiếm bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về tinh thần giới vân thạch bay đi.
Chờ chút, Tiêu Phàm vội vàng ngừng Tu La kiếm. Đáng tiếc, đã chậm một bước, Tu La kiếm phốc suy một tiếng, trực tiếp đâm vào tinh thần giới vân thạch bên trong, tinh thần giới vân thạch lập tức bộc phát ra càng thêm quang mang chói mắt. Hỏng bét, Tiêu Phàm vỗ trán một cái, vẻ mặt buồn bực nhìn xem Tu La kiếm, cái con tham ăn này lại ăn. Hắn ngược lại là quên, Tu La kiếm nhưng là chân chính ăn hàng, gặp được phẩm giai cao hơn nó vật liệu, đều sẽ thôn phệ, liền tựa như người gặp được mỹ vị đồ ăn một dạng. Nếu như cái này tinh thần giới vân thạch là vật vô chủ, Tiêu Phàm cũng không sao, để nó ăn cũng ăn rồi. Nhưng trước mắt tinh thần giới vân thạch, chính là cửu địa ngục người thứ nhất vân linh lão nhân đồ vật A, nếu là đối phương biết rõ tinh thần giới vân thạch bị Tu La kiếm luyện hóa, cái kia còn không được tìm hắn liều mạng. Hắn cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là vân linh lão nhân đối thủ? Ngươi một cái ăn hàng, bao ở miệng của ngươi A. Tiêu Phàm thấp giọng mắng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nói lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tu La kiếm đã bắt đầu luyện hóa tinh thần giới vân thạch, vân linh lão nhân khẳng định có thể cảm ứng được. Dù sao đã ăn, ăn một chút cũng là ăn, toàn bộ ăn cũng là ăn, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ làm sao lựa chọn. Muốn ăn cũng nhanh chút, Tiêu Phàm quát khẽ nói. Tu La kiếm nghe vậy, lập tức tựa như một đứa bé đồng dạng, lòng tràn đầy vui vẻ, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, hình thành một đạo kiếm kết giới bao phủ tinh thần giới vân thạch. Nó thôn phệ tốc độ nhanh rất nhiều, tinh thần giới vân thạch càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại. Lúc này, Thiên Thượng Linh Phong chủ phong, Thiên Nguyên Linh Phong đỉnh cao, hào quang vạn trượng, giống như từng đạo tấm lụa, từ phía chân trời chiếu xuống mà thiên mà xuống, đem cả ngọn núi sấn thác vô cùng thánh khiết. Một tòa chất phác tiểu viện bên cạnh, một cái áo xám nông phu chính nắm lấy cái cuốc lao động. Đột nhiên, hắn buông trong tay xuống cái cuốc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia hà mang mãnh liệt lay động, quang mang cũng mở đi rất nhiều, tựa như tùy thời có thể dập tắt. Có người đã tới trận nhãn, áo xám nông phu hơi hơi kinh ngạc nhìn hư không, âm thầm nói thầm, lão hủ bố trí trận này mới mấy canh giờ mà thôi, giới này còn có như thế trận pháp thiên tài sao? Áo xám nông phu danh tự hiển nhiên vô cùng sống động, chính là bố trí chư thiên tinh đấu trận vân linh lão nhân. Cũng khó trách linh vân lão nhân kinh ngạc như thế, hắn phí hết tâm tư, hoa mấy tháng mới bố trí tốt trận này, có thể vẻn vẹn mấy canh giờ bên trong liền bị người phá, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm đến trận nhãn chỗ, vẻn vẹn mất nửa canh giờ mà thôi, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Sau một khắc, linh vân lão nhân đột nhiên tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nhìn xem Tu La kiếm điên cuồng thôn phệ tinh thần giới vân thạch, theo thời gian trôi qua, hắn thần sắc cũng biến thành càng ngày càng lo lắng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, phiến tinh không này đã có chút không chịu nổi, tựa như tùy thời có thể sụp ra một dạng. Tinh thần giới vân thạch, chính là chư thiên tinh đấu trận trận nhãn, bây giờ trấn trận đồ vật đều bị thôn phệ, chư thiên tinh đấu trận tự nhiên tự sụp đổ. Đương nhiên, hắn sở dĩ lo lắng, vẫn là sợ nơi này dị thường bị vân linh lão nhân phát hiện. Nếu là đối phương biết rõ hắn Tiêu Phàm là hủy đi tinh thần giới vân thạch kẻ cầm đầu, hắn đoán chừng không chết cũng lột ra. Hồng hộc, đột nhiên, Tu La kiếm tất cả khí tức thu vào, hóa thành một vệt sáng xông vào trong cơ thể hắn. Gần như đồng thời, chư thiên tinh đấu trận nổ tung, ngôi sao đầy trời hóa thành vô tận quang vũ phóng tới bốn phương tám hướng, cho dù là Tiêu Phàm, đều bị cái này quang mang chói mắt đâm đến không mở mắt ra được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy hư không trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, lại là nhìn thấy mình đã lần nữa về tới Bắc Linh Thành quảng trường. Bốn phía còn đứng không ít thân ảnh, đám người sắc mặt đau thương, sắc mặt hơi trắng bệch. Bọn họ xâm nhập chư thiên tinh đấu trận bên trong, vốn liền không chịu nổi cỗ kia áp lực, linh hồn chi thể nhận lấy nhỏ nhẹ bị thương. Hơn nữa trận pháp phá mở, cỗ kia không gian niễn áp chi lực tác dụng trên người bọn hắn, khiến cho bọn họ linh hồn chi lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như nói ở đây còn có ai sắc mặt coi như bình tĩnh, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm một người. Bất quá, hắn cưỡng ép vận chuyển công pháp, khiến cho sắc mặt chính mình nhìn qua đau thương hết sức,
thậm chí so rất nhiều người còn nghiêm trọng hơn. Hắn cũng không nghĩ bản thân dị thường bị những người khác phát hiện, đến lúc đó Vân Linh lão nhân nhất định sẽ trọng điểm chú ý những phản ứng kia dị thường người, đây cũng là tránh khỏi không cần phải phiền phức. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao đột nhiên bị đuổi ra trận pháp? Ta nhớ được ta rõ ràng sắp kiên trì thời gian 10 hơi thở a, làm sao đột nhiên bị trận pháp đuổi ra ngoài, chẳng lẽ ta thất bại? Cái này trận pháp quả nhiên cường đại, ta dù sao cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong, vậy mà vẻn vẹn giữ vững được một cái hô hấp liền bị truyền tống đi ra. Bốn phía không ít tiếng nghị luận vang lên, bọn họ hiển nhiên đều không biết, chư thiên tinh đấu trận đã phá mở, bọn họ đều bị cưỡng ép truyền tống đi ra. Phần lớn người còn tưởng rằng là chư thiên tinh đấu trận mạnh mẽ quá đáng, bọn họ căn bản không kiên trì nổi duyên cớ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm cười khổ, bất quá mặt ngoài lại làm chuyện gì đều không phát sinh. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng mà 10 điểm căm thù thanh âm từ nơi không xa truyền đến, một ít người cũng chỉ đến như thế, người thua, hy vọng người có chơi có chịu. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Điệp Vũ tiên tử từng bước một hướng về đi tới bên này, ở sau lưng nàng, còn đứng không ít tu sĩ. Ta thua sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, nếu như không phải Tu La kiếm nuốt lấy tinh thần giới vân thạch, phá hết chư thiên tinh đấu trận, hắn căn bản là không sẽ bị truyền tống ra. Về phần ở trong chư thiên tinh đấu trận ở bao lâu, còn không phải hắn Tiêu Phàm nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Nhưng Điệp Vũ tiên tử lại không cho là như vậy, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta so ngươi trước đi vào hai cái thời gian hô hấp, mà ngươi lại cùng ta đồng thời đi ra, ta nhiều hơn ngươi giữ vững được hai cái thời gian hô hấp. Tiêu Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa thì sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như là dựa theo Điệp Vũ tiên tử loại thuyết pháp này, chỉ là lấy thời gian luận cao thấp mà nói, hắn thật vẫn thua. Bất quá, Tiêu Phàm là không thể nào dễ dàng như thế thỏa hiệp, dù sao, hắn căn bản là không có thua. Ngươi không cảm thấy chúng ta bị truyền tống đi ra người hơi nhiều sao? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Điệp Vũ tiên tử, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười tà nói, theo ta thấy, ngươi chính là trước biết rõ ràng vì sao chúng ta trở lại bị cưỡng ép truyền tống ra a. Cưỡng ép truyền tống, Điệp Vũ tiên tử khịt mũi coi thường, hiển nhiên là không tin như vậy miễn cưỡng lý do, ngươi chẳng lẽ nghĩ trước mặt nhiều người như vậy trái với điều ước sao? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này nhóm tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Càng là có người mở miệng châm chọc, cái gì nam tử hán hẳn là có chơi có chịu các loại ngữ càng là bên tai không dứt. Nếu như không phải bọn họ kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực cường đại, đoán chừng sớm đã có người xông đi lên diệt Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm lại mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu nhìn chân trời một cái hướng khác, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Yên lặng, cũng coi như Quý Lương Xuyên cùng một số người chuẩn bị tiếp tục châm chọc thời điểm, chân trời đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, không trung ngưng tụ thành một đạo cái bóng mơ hồ. Quảng trường phía trên trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng, có thể rõ ràng nghe được người tiếng hít thở. Vân Linh lão nhân hình chiếu, có người đè thấp lấy thanh âm lên tiếng kinh hô, vẻ mặt sùng bái nhìn xem cái kia cái bóng mơ hồ. Nhưng mà, tiếp xuống câu nói kia, lại là để đám người vẻ mặt mộng bức. Chư thiên tinh đấu trận xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tạm thời đình chỉ tiến vào trận pháp, phàm là trận pháp bên trong tu sĩ, đều sẽ bị cưỡng ép đưa ra trận pháp. Cái bóng mơ hồ quan sát phía dưới tất cả mọi người, chậm rãi phun ra một câu. Trận pháp hỏng, đám người nghe nói như thế, triệt để mộng bức. Đây chính là tôn giai chiến pháp a, làm sao có thể nói hỏng liền hỏng đây. Điệp Vũ tiên tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, tựa như người khác hung hăng quạt một bạt tai, trên mặt đau rát. Nàng tự nhận là Tiêu Phàm đã thua, nàng tiến vào trận pháp bên trong thời gian vượt qua Tiêu Phàm. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, trận pháp vậy mà thực hỏng. Đến mức tất cả mọi người bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài chư thiên tinh đấu trận, cái này thật đúng là không tốt phán định Tiêu Phàm đã thua. Xem ra, người còn không có thắng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng ra vẻ vô tội. Điệp Vũ tiên tử khí ngực chập trùng lên xuống, thiếu chút nữa thì nhịn không được đi lên đem Tiêu Phàm hành hung một trận. Quý Lương Xuyên cùng Nguyệt Nhai mặt của hai người mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy không cam lòng. Ta muốn cùng ngươi so trận pháp, Điệp Vũ tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, nàng tự nhiên không có khả năng liền từ bỏ như vậy, nếu như không đánh bại Tiêu Phàm,
trong nội tâm nàng kìm nén khẩu khí kia vĩnh viễn cũng tán không xong. Ta xem vẫn là thôi đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, liền Vân Linh lão nhân trận pháp trình độ, hắn đều có chỗ khinh thường, nơi nào còn có hứng thú cùng Điệp Vũ tiên tử bọn họ so sánh. Người biết không bằng ta, cho nên sợ. Điệp Vũ tiên tử đã 10 điểm tự tin, nàng vẫn là không cho rằng Tiêu Phàm có thể thắng qua nàng. Người nghĩ nhiều, Tiêu Phàm cười lắc đầu, quay người liền chuẩn bị hướng dọc theo quảng trường đi đến, cũng không quay đầu lại nói, ta xác thực rất sợ, bởi vì ta sợ ngươi thua khóc. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, lại tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở Điệp Vũ tiên tử ngực, đâm đến nàng máu tươi chảy ngang. Câu nói này, hoàn toàn chính là trần truồng khinh bỉ a. Nói xong, Tiêu Phàm đưa lưng về phía Điệp Vũ tiên tử khoát khoát tay, tựa hồ đối này so đấu lại cũng không thấy hứng thú. Điệp Vũ bị Tiêu Phàm khí tức giận không thôi, lại cũng không kiêng dè hình tượng thục nữ, trực tiếp há miệng hét lớn, người có còn hay không là cái nam nhân, có bản lĩnh đừng chỉ dựa vào há miệng. Tiêu Phàm vẫn luôn không quá muốn cùng nữ nhân liên hệ, nhất là loại kia cực kỳ tự tin, thậm chí đạt tới tự luyến trình độ nữ nhân. Liền tựa như Điệp Vũ tiên tử, nàng chính là như vậy nữ nhân. Nguyên bản Tiêu Phàm đã đi xa, có thể nghe nói như thế. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu đạm mạc nói, ta một cái miệng, làm sao cũng nói bất quá ngươi hai cái miệng a. Phốc phốc, trong đám người có người nghe nói như thế, trực tiếp nhịn không được cười lên, không khỏi quái dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Đương nhiên, cũng có một số người lộ ra vẻ phẫn nộ, Tiêu Phàm lời nói này quá rõ ràng. Ngay cả Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ đều vẻ mặt thẹn thùng, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Ách Điệp Vũ tiên tử vừa bắt đầu còn không biết Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, khi nàng nghe được đám người nghị luận, lập tức hiểu được, sắc mặt lập tức ửng đỏ, nổi giận mắng, lưu manh. Ngươi không phải còn muốn so sao? Tiêu Phàm cũng biết mình lỡ lời, lại vội vàng nói sang chuyện khác, cho các ngươi 3 ngày thời gian, bố trí một cái trận pháp, đến lúc đó ta sẽ đến phá trận. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất. Tu La kiếm nuốt vào sau cùng tinh thần giới vân thạch còn cần hắn hỗ trợ luyện hóa, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Trong đám người đầu trâu mặt ngựa, Kim Long Quỷ Vương mấy người cũng vội vàng đi theo Tiêu Phàm rời đi. Trở lại chỗ ở, Tiêu Phàm thông báo một phen, liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lấy đại nhân trận pháp tạo nghệ, không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy a, tại chỗ đánh bại bọn hắn không được sao? Hắc Hổ Quỷ Vương có chút không hiểu nói. Hắn nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm bày trận tốc độ cùng bày trận thủ đoạn, theo lý thuyết là không cần thiết lãng phí thời gian dài như vậy, hơn nữa hắn cũng xưa nay sẽ không cùng người khác giao đấu để chứng minh bản thân. Nhưng lúc này đây, Tiêu Phàm giống như biến thành người khác. Đám người cũng đều 10 điểm không hiểu, cuối cùng Như Hi nói, sư tôn làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý, cao điệu một điểm cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ có thể lấy được Vân Linh lão nhân chú ý đây. Bọn họ tự nhiên không biết, Tiêu Phàm không phải là muốn lấy được Linh Vân lão nhân chú ý, mà là nghĩ ra được tiến vào Thiên Nguyên Linh Phong tư cách mà thôi. Về phần hứa hẹn 3 ngày, chỉ là hắn không muốn để Điệp Vũ tiên tử cuốn lấy mà thôi. Hiện tại, hắn cần mau chóng xóa đi trên người tinh thần giới Vân Thạch khí tức, 3 ngày sau, cho dù Vân Linh lão nhân tìm tới cửa, Tiêu Phàm cũng có thể thề thốt phủ nhận. Trong phòng, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chi hỏa, trợ giúp Tu La kiếm luyện hóa kim thánh tinh thần giới vân thạch. Theo thời gian trôi qua, Tu La kiếm toàn thân chán phóng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng, trong vầng sáng 10 điểm huyền diệu, cho người ta một loại nhiều tầng không gian trùng điệp cảm giác. Đây là thời không chi lực, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nhìn Tu La kiếm, hắn bản thân đã từng lĩnh ngộ qua thời không pháp tắc, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được loại này nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng. Chỉ bất quá, Tu La kiếm nở rộ thời không chi lực, so với hắn lĩnh ngộ thời không pháp tắc lực lượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thậm chí, Tiêu Phàm ở trong đó cảm ứng được thời không bổn nguyên lực lượng. Không đúng, tinh thần giới vân thạch chỉ là tôn giai vật liệu mà thôi, coi như ẩn chứa thời không bổn nguyên lực lượng, cũng sẽ không để Tu La kiếm cũng nhận được loại này lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Lúc trước hắn dung hợp 3.000 thế giới, ngưng tụ thế giới chi tâm, Tu La kiếm liền có thời không lực lượng. Hơn nữa, cái kia thời không chi lực còn giúp hắn ngưng tụ tử sắc nguyên tuyền.
Nguyên lai, tử sắc nguyên tuyền, chính là thời không nguyên tuyền. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Hắn tổng cộng ngưng tụ ba cái nguyên tuyền, có thể cho tới nay, hắn chỉ biết là huyết sắc nguyên tuyền là tu la bổn nguyên lực lượng, màu xám nguyên tuyền, chính là hỗn độn bổn nguyên lực lượng, mà tử sắc nguyên tuyền hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, tử sắc nguyên tuyền, nguyên lai chính là 3000 thế giới ngưng tụ thời không bổn nguyên lực lượng. Tinh thần giới vân thạch, chẳng qua là thúc dục tu la kiếm thời không đặc tính mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nhưng mà vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trước mắt của hắn bỗng hiện ra một hình ảnh. Đó là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, có một cái ngũ thải ngọc thạch tế đàn, bị một đạo màn ánh sáng năm màu bao phủ ở bên trong. Ở ngũ thải chung quanh tế đàn, có lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng giao phong, chiến thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo, kinh khủng lực hủy diệt, liền Tiêu Phàm đều một trận tim đập nhanh. Đó là ta, đột nhiên. Tiêu Phàm thấy được trong đó một bóng người, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mặt khác thân ảnh có chút mơ hồ, hắn không quá nhận ra được, nhưng đối với chính hắn, Tiêu Phàm lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn lung lay ánh mắt, muốn nhìn rõ ràng chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể hình ảnh kia đột nhiên tựa như một sợi thanh yên tiêu tán. Tiêu Phàm muốn bắt lấy một ít gì, có thể căn bản liền chạm không tới. Hắn hai mắt nhắm lại. Trong đầu hết sức hồi tưởng đến vừa mới cái kia mơ hồ mặt hồ, hắn nhớ kỹ, bản thân đang cùng hai người giao phong, đột nhiên một bóng người từ hắn hậu phương đánh tới, hiển nhiên, hắn là bị đánh lén. Hình ảnh đến nơi đây, liền tan thành mây khói. Nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng biết rõ, bản thân căn bản cũng không có trải qua dạng này sự tình, vì sao sẽ còn đột nhiên nhìn thấy cổ quái như vậy hình ảnh đây. Thời không bản nguyên, chẳng lẽ đây là tương lai chuyện sắp xảy ra? Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc nghĩ tới một loại khả năng. Thời không chi lực, huyền diệu nhất, có thể ghi chép đi qua, có thể mặc thấu tương lai, có lẽ, hắn nhìn thấy hình ảnh, chính là tương lai cảnh. Tương lai sao? Tiêu Phàm có chút thất thần, tương lai không phải có thể biến đổi sao, vậy mình thấy hình ảnh, cũng chưa chắc sẽ phát sinh a. Nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi hình ảnh kia, cho hắn một loại cực kỳ chân thật cảm giác, dường như hắn thực đã trải qua những chuyện này. Ong ong, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trên người đột nhiên chán phóng từng đạo tử sắc quang mang, trong cơ thể hắn, càng là xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Thời không nguyên tuyền, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Mình bây giờ không phải linh hồn chi thể sao, nguyên tuyền chỉ có thể tồn tại ở nhục thân bên trong a, làm sao có thể đột phá nhục thân ràng buộc, xuất hiện ở nguyên tuyền bên trong đây. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác khí thế của tự thân cường đại mấy lần có thừa. Linh hồn cảm giác cũng tăng gấp đôi tăng lên. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút sức mạnh của bản thân, dường như lại trở về lúc trước nhục thân loại kia ẩn chứa nổ tính uy lực. Rầm rầm rầm, gần như đồng thời, chân trời bỗng vang lên từng tiếng tiếng sấm, tổng cộng 9 đạo thiên lôi, vang vọng toàn bộ cửu u địa ngục, dường như đang cảnh cáo một ít người một dạng. Tiêu Phàm lộ ra nghi hoặc, bất quá cũng không có để ý, tiếp tục luyện hóa tinh thần giới vân thạch. Thiên thượng linh phong đỉnh núi chính, Vân Linh lão nhân vừa mới điều tra chư thiên tinh đấu trận trở về, lại là không thu hoạch được gì, căn bản không có tìm tới phá mất trận pháp người. Khi nào mới có thể rời đi vùng này lao tù, Linh Vân lão nhân khe khẽ thở dài. Lúc này, chân trời đột nhiên kinh lôi trận trận, Linh Vân lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn thương khung, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị, nhỏ giọng thầm thì nói, thiên lôi cảnh báo, lại có người chạm tới thiên số. Thiên số, thánh tôn cảnh phía dưới tu sĩ cấm kỵ, liền đàm luận cũng không thể. Chỉ có đạt tới thánh tôn cảnh, cũng mới có thể chân chính chạm tới. Nhưng giờ phút này, rốt cuộc lại có người chạm tới thiên số, Vân Linh lão nhân trong lòng tự nhiên 10 điểm không bình tĩnh. Bởi vì một khi lại có người chạm tới thiên số, liền giải thích, bọn họ tuổi già thế hệ thánh tôn cảnh liền muốn vẫn lạc. Vân Linh lão nhân sống thời gian cực kỳ lâu đời. Chỉ ít so mặt khác 4 đại thế lực chi chủ sống lâu, hắn đã từng chứng kiến qua rất nhiều thế lực chi chủ bị người thay thế. Đây cũng chính là thiên uyên quỷ chủ muốn giết chết túy ông nguyên nhân, túy ông chính là chạm đến thiên số người, mà lại còn đang quỷ khốc uyên địa bàn phía trên, có cực lớn có thể sẽ thay thế hắn vị trí. Nếu như túy ông trở thành một đời mới quỷ khốc uyên chi chủ, bây giờ thiên uyên quỷ chủ cũng chỉ có tử vong một cái này kết cục.
cửu U Ma Cốc cũng nên mở ra a, một lần này, có lẽ là cơ hội cuối cùng. Vân Linh lão nhân đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt quang mang. Một chỗ trong sân, Túy ông hai tay vác sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con người dị thường thâm thúy, lại một cái chạm đến thiên số người, cái này đã cái thứ năm. Nói xong, Túy ông vừa nhìn về phía chân trời cao vút trong mây thiên thượng Linh Phong chủ phong, híp hai mắt nói, Linh Vân một lần này, đoán chừng cũng ngồi không yên a. Túy ông thân làm Thanh Huyền Tử Lâu lâu chủ, tự nhiên không chỉ là để kiếm tiền đơn giản như vậy. Hắn thỉnh thoảng thu thập thiên hạ tin tức, Vân Linh lão nhân tự nhiên bị điểm cuối cùng chú ý. 100 vạn năm qua, cửu U địa ngục mặt khác 4 đại thế lực đều có chạm đến thiên số người xuất hiện, duy chỉ có thiên thượng Linh Phong không có. Cũng không phải là thiên thượng Linh Phong thực chưa từng xuất hiện chạm đến thiên số người, chỉ là cái kia một số người đều Linh Vân lão nhân ác sát trong trứng nước. Cửu lôi kỳ cảnh, cửu U Ma Cốc đoán chừng không dùng đến cũng phải mở ra a. Túy ông thu hồi ánh mắt, ngay sau đó thản nhiên nói, Vệ Lân, tiếp xuống ngươi liền vất vả một điểm, ta muốn rời đi 3 tháng. Là, lâu chủ, ở ngoài viện, một đạo thanh âm cung kính vang lên, lại là Thanh Huyền Tử Lâu Bắc Linh Thành lâu chủ Vệ Lân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Túy ông đã không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm trợ giúp Tu La kiếm triệt để luyện hóa tinh thần giới vân thạch, đã là 3 ngày sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hết sức. Tử sắc nguyên tuyền xuất hiện, Tiêu Phàm đối thực lực bản thân càng ngày càng tự tin lên. Khi hắn đi ra gian phòng lúc, lại là phát hiện, Như Hy cùng Băng Thiền cung chủ bọn họ đã chờ đợi lâu ngày. Sư tôn, ngươi còn không xuất quan, 3 ngày ước hẹn liền đi qua, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi đây. Như Hy nhìn không được chế nhạo Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tức giận trợn nhìn Như Hy một cái, tên đồ đệ này, lại là không có quá nhiều lễ nghi tôn ti, nhưng hắn lại không tốt đánh chửi, ai bảo bản thân thiếu vô cửu quỷ vương nhân tình đây. Đúng rồi, đại nhân, Linh Vân lão nhân lại bố trí một cái trận pháp, vẫn như cũ dùng để khảo hạch linh hội xem lễ tư cách. Hắc hổ quỷ vương chen lời nói. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Sư tôn. Nếu không chúng ta lại đi xông vào một lần. Như Hy hỏi dò. Lại đi xông trận, Tiêu Phàm trước tiên hủy bỏ, lần trước Tu La kiếm nuốt tinh thần giới vân thạch không có bị Linh Vân lão nhân phát hiện, đã coi như là tinh vẫn. Lần này nếu như Tu La kiếm lại làm ra một chút phiền toái đến, hắn có thể không dám hứa chắc, còn sẽ tốt như thế vận chuyển. Ta không đi, muốn đi các người đi, hôm nay sự tình qua đi, ta phải chuẩn bị tham gia linh hội thần điêu. Tiêu Phàm lắc đầu nói, muốn ở linh hội bên trong chỗ hết tài năng, có lẽ rất dễ dàng, có thể nghĩ muốn đoạt lấy đệ nhất, cái kia cũng là có chút điểm khó khăn. Tiêu Phàm cần tốn một chút thời gian, đi điêu khắc một kiện dự thi tác phẩm. Đám người nghe nói như thế, không khỏi có chút thất lạc, bất quá bọn hắn vẫn là đi theo Tiêu Phàm tiến về Bắc Linh Thành quảng trường. Tiêu Phàm cùng cửu U địa ngục tam đại trận pháp thiên tài đánh cược. Bọn họ thân làm Tiêu Phàm cấp dưới và thân bằng, tự nhiên muốn cho Tiêu Phàm đi động viên. Bắc Linh Thành quảng trường, tụ tập vô số tu sĩ, trong sân rộng, vẫn như cũ có một cái trận pháp quang môn, đó là Vân Linh lão nhân mới bố trí một cái trận pháp. Chỉ là, giờ phút này lại không người xông trận, ngược lại nhìn về phía dọc theo quảng trường một chỗ đất trống. Nơi đó, 3 bóng người hiện lên tam giác chi thế đứng ở cái kia không nhúc nhích. Con người cũng không ngừng quét mắt tứ phương, tựa như đang tìm cái gì. 3 ngày thời gian đã đến, cái kia Diêm La sẽ không dám tới a. Tính tiểu tử kia còn có chút tự mình hiểu lấy, Nguyệt Nhai công tử, Điệp Phú tiên tử cùng Lương Xuyên công tử 3 người hợp lực bố trí trận pháp, như thế nào hắn một cái thánh đế cảnh đỉnh phong có thể vượt qua. Theo ta thấy, tên kia đoán chừng cũng sớm đã chạy trốn, nếu là ta, dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Cũng không có vội vàng tiếp tục ở tại Bắc Linh Thành. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều là đối Tiêu Phàm lạnh run nóng phúng, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm khẳng định đã chạy đường. 2 vị, theo ta thấy, không cần thiết chờ, hắn nhất định là không dám tới. Quý Lương Xuyên mặt âm trầm nói, hắn quét mắt tứ phương, lại là không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Nguyệt Nhai thần sắc như thường, mà Điệp Vũ tiên tử trong mắt lại là hiện lên nồng nặc không cam lòng. Coi như hắn thức thời, trầm ngâm chốc lát, Điệp Phú tiên tử lạnh rên một tiếng. Phía sau nói xấu, cũng không phải cái gì người tốt,
Cũng đúng lúc này, chân trời một đạo sang sảng thanh âm vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, một bóng người đã xuất hiện ở trong ba người đất trống. Hắn vậy mà đến, đám người lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là không thể tin. Không có ý tứ, có chút việc chậm trễ, không biết các ngươi trận pháp chuẩn bị làm sao. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem ba người nói. Trận pháp tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi xông trận. Điệp Vũ tiên tử kêu hừ một tiếng. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm một bộ đã đợi không kịp dáng vẻ, ta còn có việc, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lãng phí thời gian, đám người nghe nói như thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, gia hỏa này, vẫn là trước sau như một tùy tiện a. Điệp Vũ tiên tử ba người sắc mặt tái xanh, ngay sau đó nhìn nhau, nhao nhao đánh ra từng đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, ba người trước người đất trống, lập tức hà mang nở rộ, thần văn bay vụt, vô số sương mù bốc hơi, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Ngoại giới đám người hoàn toàn không nhìn thấy bên trong tất cả, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đây chính là liều lĩnh đại giới, tên kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nhao nhao lắc đầu, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể phá trận. Đừng nói phá trận, chính là sống sót mà đi ra ngoài, đều khó có khả năng. Tiểu tử, một lần này nhìn ngươi còn không chết, Quý Lương Xuyên mặt âm trầm, lạnh giọng nói, đây chính là ba cái chuẩn tôn trận pháp. Uy năng đã không thua chân chính tôn giai, cho dù Vân Linh lão nhân, cũng chưa chắc có thể thời gian ngắn đi tới. Quý Lương Xuyên có thể không chỉ là muốn đem Tiêu Phàm vây ở chính giữa một bên, mà là muốn đem Tiêu Phàm mệnh đều lưu tại bên trong. Nhưng mà, vừa dứt lời, Quý Lương Xuyên con ngươi co rụt lại, trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ quái từ trong trận pháp truyền đến, đây chính là các ngươi hoa ba ngày bố trí trận pháp. Các người xác định không phải nói đùa. Đám người nghe nói như thế, không hẹn mà cùng hướng về trận pháp một cái góc nhìn tới, chỉ thấy một bóng người dậm chân mà ra, hoàn toàn làm cái kia trận pháp không tồn tại. Cái này, đám người trợn tròn mắt. Hắn không phải ở sông trận sao? Nhưng cái này cũng quá đơn giản đi, chẳng lẽ trong mắt hắn, trận pháp giống như không có gì? Hay là nói, Điệp Phú tiên tử ba người bọn họ trận pháp còn không có khởi động? Tiểu tử kia thừa cơ chạy ra. Tiểu tử, người thừa dịp trận pháp chưa mở ra chạy ra, có gì tài ba? Trong đám người có người kêu lên, thay Điệp Vũ tiên tử bọn họ kêu bất bình. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, trong lòng một lần lại một lần nói với chính mình, nhất định là như vậy, trận pháp khẳng định không có khởi động. Bất quá Điệp Vũ tiên tử, Nguyệt Nhai cùng Quý Lương Xuyên tam tử lại hết sức rõ ràng, bọn họ đã khởi động trận pháp A. Hơn nữa còn là đồng thời khởi động hai cái. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng, xem trận pháp như không, bọn họ đều không thể không bội phục Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ cao. Cho dù là Vân Linh lão nhân, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đi ra bọn họ bố trí những trận pháp này. Chúng ta trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra, người bây giờ đi tới không tính. Quý Lương Xuyên đột nhiên mở miệng nói. Điệp Vũ tiên tử cùng Nguyệt Nhai hai người không hiểu nhìn xem hắn, Quý Lương Xuyên lại thầm tự cho hai người truyền âm nói, chờ chút chúng ta đồng thời mở ra ba cái trận pháp, hơn nữa từ ba người chúng ta chủ trận, không nên để cho trận pháp tự động vận chuyển. Hai người nghe vậy, gật đầu một cái. Vừa rồi bọn họ mở ra hai cái trận pháp, hơn nữa để trận pháp tự động vận chuyển, cho nên Tiêu Phàm mới có thể dễ dàng như vậy đi tới. Nhưng nếu là bọn họ ba người đồng thời điều khiển ba cái chuẩn tôn giai trận pháp, uy lực tăng gấp bội, bọn họ không tin Tiêu Phàm còn có thể đi ra. Đối với Điệp Vũ tiên tử cùng Nguyệt Nhai mà nói, việc quan hệ tự thân vinh dự, bọn họ không thể bại. Nhưng đối với Quý Lương Xuyên mà nói, hắn nghĩ muốn giết chết Tiêu Phàm, liền phải mượn nhờ Điệp Vũ tiên tử cùng Nguyệt Nhai tay. Ta đã nói rồi, hắn dễ dàng như vậy liền đi ra, nhất định là trận pháp còn chưa mở ra. Đám người lúc này mới tiếp nhận sự thật này. Nếu như Tiêu Phàm thực không nhìn trận pháp liền đi ra, vậy liền quá kinh khủng. Chưa mở ra trận pháp, Tiêu Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Quý Lương Xuyên, cái này Quý Lương Xuyên, có vẻ như thua không nổi a. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Quý Lương Xuyên ra mặt đến cùng dày đến trình độ nào. Vậy thì chờ các ngươi mở ra trận pháp, ta lại đi vào, các ngươi nói cho ta biết có thể xông trận thời điểm. Ta lại xông trận, làm sao?
Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem ba người nói. Nhìn thấy ba người gật gật đầu, Tiêu Phàm lại quay người tiến nhập trận pháp. Kỳ thật, ở hắn xuất hiện ở mặt thời khắc, liền thấy mặt đất bố trí trận văn, Quý Lương Xuyên ba người bọn họ tự cho là nấp rất kỹ, có thể làm sao có thể trốn qua Tiêu Phàm con mắt đây. Ba cái chuẩn tôn giai trận pháp, không có ý nghĩa. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, chậm rãi chờ đợi Quý Lương Xuyên bọn họ thông chi. Sau nửa ngày, Quý Lương Xuyên thanh âm mới nhớ tới, người có thể xông trận. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, cho rằng ba người tự mình chủ trận, liền có thể ngăn ta lại sao? Nói đến đây, Tiêu Phàm lắc đầu, sau một khắc, chỉ thấy hắn phóng ra bước chân, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hướng về ngoại giới đi đến. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lần nữa từ trận pháp màn sáng giáp danh xông ra. Làm sao có thể, Quý Lương Xuyên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là không thể tin. Điệp Vũ Tiên Tử cùng Nguyệt Nhai cũng ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Điều này cũng làm cho thời gian mấy hơi thở a, liền nhanh như vậy xông ra đến. Phải biết, cái này nhưng là bọn họ bố trí 3 ngày 3 đêm trận pháp a. Có lẽ dùng xông lời không quá phù hợp, hẳn là dùng đi chữ, Tiêu Phàm chính là như vậy chậm rãi đi ra trận pháp. Đám người cũng là yên tĩnh im ắng, bọn họ gặp qua hắn người xông trận, tuyệt đối sẽ không có Tiêu Phàm nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt sốt cục không còn khinh thị, mà là trở nên hết sức ngưng trọng. Có vẻ như các ngươi thua, Tiêu Phàm cười nhìn lấy ba người nói, nhớ kỹ, về sau chớ ở trước mặt ta dùng, thiên tài, hai chữ này, các ngươi thực vũ nhục nó. Điệp Vũ Tiên Tử cùng Nguyệt Nhai hai người nắm đấm nắm chặt, có thể lại vô lực phản bác. Quý Lương Xuyên lại là thông hai mắt đỏ, đột nhiên hét lớn, chúng ta không có thua. Ân. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Quý Lương Xuyên, không biết hắn là ý gì. Người căn bản liền không hiểu trận pháp, Quý Lương Xuyên cười lạnh một tiếng. Không hiểu trận pháp, nếu như Tiêu Phàm không hiểu trận pháp, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đi ra trận pháp đây? Đám người thầm nghĩ đến. Lúc này, Quý Lương Xuyên lại nói, ta biết, ngươi khẳng định có được một loại nào đó không nhìn trận pháp linh hồn thiên phú, cho nên vô luận dạng gì trận pháp, người đều có thể đi tới. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, có thể đi ra trận pháp, chưa hẳn thực hiểu trận pháp a, có lẽ là hắn linh hồn thiên phú, vừa lúc không nhìn trận pháp đây. Điệp Vũ Tiên Tử cùng Nguyệt Nhai hai người nghe nói như thế, ánh mắt hơi hơi sáng lên, có lẽ, bọn họ cũng cần một cái lý do che giấu bản thân thất bại. Một đám mây phía trên, Vân Linh lão nhân ngưng tụ ra một đạo hình chiếu. Một mực chú ý phía dưới trận pháp giao đấu. Dù sao, Điệp Vũ Tiên Tử, Nguyệt Nhai cùng Quý Lương Xuyên ba người dù sao cũng là cửu u địa ngục trận pháp thiên tài, hắn vẫn là hết sức chú ý. Khi hắn nghe được Quý Lương Xuyên lời nói thời khắc, không khỏi híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, nếu như hắn thực đầy đủ loại thiên phú này, cái kia 89 phần 10 chính là hắn cướp đi tinh thần giới Vân Thạch. Nếu không có đủ loại năng lực này, vậy tạm thời có thể bài trừ hắn, thánh đế cảnh đỉnh phong người, trận pháp tạo nghệ lại làm sao độ cao, cũng không khả năng lấy đi tinh thần giới Vân Thạch. Nghĩ vậy, Vân Linh lão nhân đột nhiên há miệng khẽ nói, tựa như ở nói chuyện với người nào một dạng. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm như vậy cao điệu, chính là muốn đánh tiêu hắn lo nghĩ, không biết Vân Linh lão nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Phía dưới, Nguyệt Nhai trong mắt lóe lên ánh sáng, một mực trầm mặc hắn. Đột nhiên mở miệng nói, các hạ, chúng ta đánh cược chính là trận pháp chi đạo, hiện tại ngươi xông qua chúng ta trận pháp, vậy có phải hẳn là đến phiên ngươi bố trí trận pháp, do chúng ta đến xông đây? Nói như vậy, các ngươi đây là nhận định ta không biết trận pháp. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, vậy liền chơi đùa a. Nói xong, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, mấy tức về sau, hắn lúc này mới dừng lại. Vỗ tay một cái nói, hiện tại đến phiên các ngươi xông trận. Trận pháp đây, Nguyệt Nhai cười nhạt nói. Chính là các ngươi bố trí trận pháp a, ta hơi thay đổi một chút. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là quá càn rỡ, chúng ta bố trí trận pháp, như thế nào một cái không hiểu trận pháp người có thể cải biến. Quý Lương Xuyên hiển nhiên không tin, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm đánh cái một cái búng tay.
Nguyên bản bọn họ bố trí trận pháp, đột nhiên cuồng phong gào thét, căn bản không nghe bọn họ sai sử, trận pháp màn sáng cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Quý Lương Xuyên tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mắt một màn, con người của hắn bỗng nhiên co rút lại mấy lần. Đám người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Quý Lương Xuyên bọn họ thao túng trận pháp đột nhiên đại biến, đem chính bọn hắn đều cho hõm vào. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đám người nghe được thanh âm này, không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được rơi vào Tiêu Phàm trên người, lại là Tiêu Phàm hai tay để ở trước ngực, mặt nở nụ cười nhìn xem trận pháp bên trong. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, tiếng kêu thảm kia chậm rãi biến mất thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lấy tay vung lên, cái kia trận pháp màn sáng bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, ba đạo sương mù bốc hơi thân ảnh hiển lộ ra. Tê đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Nguyệt Nhai cùng Điệp Vũ tiên tử còn tốt, hai người linh hồn chi thể mặc dù chấn động, nhưng còn có thể ổn được. Nhưng Quý Lương Xuyên lại không có vận tốt như vậy, hắn linh hồn chi thể như ẩn như hiện, chân linh đều rất giống tùy thời có thể biến mất một dạng. Chân linh một khi tiêu tán, cái kia cho dù thánh tôn cảnh, cũng không khả năng cứu được hắn. Đám người không biết, đây là Tiêu Phàm điểm cuối cùng chiếu cố kết quả, Quý Lương Xuyên một mực kỳ kỳ oai oai, Tiêu Phàm dù sao cũng hơi khó chịu. Ngươi không phải không phục sao, vậy liền hảo hảo trải nghiệm một chút cảm giác thống khổ. Tốt rồi, trò chơi đến đây là kết thúc, Tiêu Phàm búng tay một cái, không tiếp tục để ý ba người, liền đạp không mà lên. Hắn dư quang lại là thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tựa như đang tìm cái gì, trong lòng lại bổ sung một câu. Vân Linh lão nhân hẳn là ở phụ cận A, ta trận pháp trình độ mặc dù nghiền ép Quý Lương Xuyên bọn họ, nhưng cùng hắn cái kia chư thiên tinh đấu trận còn có chênh lệch không nhỏ, hẳn là sẽ không hoài nghi ta. Dừng một chút, hắn lại nói, may mắn trước đó cùng Điệp Vũ tiên tử bọn họ đánh cược, bằng không ta một mình tiến vào bên trong chư thiên tinh đấu trận, Vân Linh lão nhân nhất định sẽ nhận định ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn, hắn âm thầm quyết định. Về sau nhất định phải bao ở Tu La Kiếm. Nếu là gây cái nào đó đại nhân vật, vậy nhưng thực không phải bình thường phiền phức. Trời ạ, là Vân Linh lão nhân. Tiêu Phàm mới vừa rời đi quảng trường, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, hắn không khỏi ngừng thân hình, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn tới. Chỉ thấy chân trời, một người mặc áo bào xám, khuôn mặt hiền hòa lão giả lăng không mà đứng, phất tay, ba đạo quang mang vương vãi xuống. Trong đó hai đạo quang mang rơi vào Nguyệt Nhai cùng Điệp Vũ tiên tử thể nội. Hai người linh hồn chi thể, rất nhanh liền ổn định lại. Tạ sư tôn Vân Linh phong chủ, Nguyệt Nhai cùng Điệp Vũ tiên tử cung kính bái tạ. Mà đạo thứ ba quang mang, lại là sáp nhập vào Quý Lương Xuyên thể nội. Quý Lương Xuyên linh hồn chi thể hơi ổn định một lần, nhưng vẫn còn có chút chấn động. Nguyệt Nhai, Quý Lương Xuyên tiểu hữu thương thế quá nặng, dẫn hắn đến chủ phong. Một đạo hòa ái thanh âm từ Vân Linh lão nhân trong miệng vang lên. Là, sư tôn, Nguyệt Nhai cung kính gật đầu, ôm lấy Quý Lương Xuyên liền đạp không mà lên. Lúc này, Vân Linh lão nhân ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, nói tiểu hữu trận pháp tạo nghệ hiếm thấy trên đời, có thời gian đến Thiên Nguyên Linh Phong. Tiền bối quá khen rồi, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, nói, vãn bối là tới tham gia linh hội. Ta nhất định hết sức thu hoạch được tiến về Thiên Nguyên Linh Phong tư cách. Đám người lại là cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, Vân Linh lão nhân lời này, thế nhưng là ngầm đồng ý ngươi hiện tại liền đi Thiên Nguyên Linh Phong A, ngươi lại còn từ chối. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm ngạo khí, chỉ cần chiếm lấy linh hội tư cách liền có thể tiến về Thiên Nguyên Linh Phong, cần gì phải thiếu Vân Linh lão nhân một cái nhân tình đây. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không muốn hiện tại liền tiến về Thiên Nguyên Linh Phong. Làm lần đầu tiên nhìn thấy Vân Linh lão nhân một khắc này, Tiêu Phàm trong lòng có loại cảm giác cổ quái, cái loại cảm giác này nói cho hắn, nhưng hắn rời xa Vân Linh lão nhân. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn cảm giác tựa như bản thân đã từng ở nơi nào gặp qua hắn. Thế nhưng là hắn nghĩ chỉ chốc lát, lại là không có bất kỳ cái gì liên quan tới Vân Linh lão nhân hình ảnh. Tốt, vậy lão hủ chờ ngươi. Vân Linh lão nhân hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu cười một tiếng. Liền chậm rãi tán đi, hắn đây chỉ là một cỗ hình chiếu mà thôi. Tiêu Phàm trong đầu hồi tưởng đến Vân Linh lão nhân khuôn mặt,
trong lòng chẳng biết tại sao, vẫn như cũ có chút không yên tĩnh. Cái này rõ ràng là một cái rất hòa ái lão giả a, làm sao cho ta một loại 10 điểm quái gì cảm giác đây? Tiêu Phàm âm thầm buồn bực, hắn còn là lần đầu tiên đối một cái người có loại cảm giác quái dị này. Nghĩ không hiểu Tiêu Phàm cũng liền không nghĩ, chuyện hôm nay xử lý xong, tinh thần giới vân thạch sự tình tạm thời cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn phải vì tham gia linh hội thần điêu làm chuẩn bị. Điêu khắc gì đây? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, vấn đề này hắn đã nghĩ thời gian rất lâu, mặc kệ, trên tay liền một kiện ra dáng vật liệu đều không có, đi trước mua chút điêu khắc vật liệu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn về phía Hắc Hổ Quỷ Vương đám người nói, các ngươi có biết, nơi này có bán quý hiếm tài liệu địa phương, chính là dùng để điêu khắc thần điêu cái chủng loại kia. Muốn nói quý hiếm vật liệu, đương nhiên là Thiên Kỳ Các. Hắc Hổ Quỷ Vương không cần suy nghĩ liền nói. Cái kia mang ta đi Thiên Kỳ Các, Tiêu Phàm cũng lười hỏi nhiều, trước tiên đem vật liệu đem tới tay lại nói, dù sao lúc trước hắn ở trong Chư Thiên Tinh đấu trận giữ vững được thời gian dài như vậy, đã thu được linh hội tư cách. Lúc này, Hắc Hổ Quỷ Vương mang theo Tiêu Phàm một chuyến đi tới một tòa cổ điển trước đại điện, trước cửa mang theo một khối tang thương bảng hiệu, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực ba chữ Thiên Kỳ Các. Đại nhân, cái này Thiên Kỳ Các địa vị rất lớn, hơn nữa thập phần thần bí, nghe nói sau lưng cùng một cái tên là U Minh Địa Ngục thế lực có quan hệ. Hắc Hổ Quỷ Vương giải thích nói. Đột nhiên, hắn tựa như lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu nói, đúng rồi, ta nhớ được Thái Cổ Thần Giới cũng có một cái U Minh Địa Ngục, có lẽ trong đó có chút liên quan. U Minh Địa Ngục, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. U Minh Địa Ngục thế nhưng là Thái Cổ Thần Giới nhân tộc ba đại tổ chức sát thủ a, xác thực thập phần thần bí. Bất quá hắn chỉ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đánh qua bàn giao, mặt khác cùng người kia thế gian cũng có một chút gặp nhau, lúc trước Tử Vũ Thần Vương chính là bị trong nhân thế sát thủ giết chết. Chỉ có U Minh Địa Ngục, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không hề có quen biết gì, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Ngươi xác định, Tiêu Phàm lại hỏi. Nếu như hai cái này U Minh Địa Ngục tầm đó có một ít liên hệ, đây chẳng phải là nói rõ, U Minh Địa Ngục có rời đi cửu U Địa Ngục biện pháp. Ta cũng không rõ ràng. Hắc Hổ Quỷ Vương lắc đầu, nói, bất quá có một chút ta tương đối hoài nghi, truyền văn U Minh Địa Ngục sát thủ xưng là tử thần, hơn nữa bó chặt ở áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng có người đã từng cùng U Minh Địa Ngục tử thần đã từng quen biết, nói bọn họ đại bộ phận tử thần cũng là linh hồn chi thể. Hơn nữa, có một cái thế lực thần bí, một mực săn giết cửu U Địa Ngục tu sĩ. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, mặc dù Hắc Hổ Quỷ Vương nói 10 điểm uyển chuyển, nhưng hắn làm sao không minh bạch, hai cái này cửu U Địa Ngục ở giữa liên hệ đây. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản chính là một cái thế lực. Xem ra, cái này U Minh Địa Ngục so tưởng tượng còn muốn thần bí a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, ngay sau đó xem như cái gì đều không biết. Trực tiếp bước vào cổ điển đại điện bên trong. Cổ điển bên trong đại điện lại là có động thiên khác, so Tiêu Phàm bọn họ tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Mấy người vừa mới đi vào Thiên Kỳ Các đại môn, liền có một cái thị nữ đi tới, cười nhẹ nhàng nói, khách nhân tôn quý, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài. Ta cần một chút điêu khắc thần điêu vật liệu, Tiêu Phàm trực tiếp nói. Cực đại cái Thiên Kỳ Các, nghĩ đến mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không biết ngài cần gì phẩm giai đây? Lầu 1 chỉ là đế giai trở xuống vật liệu, thánh giai trở lên, cần phải đi lầu 2. Thị nữ từ đầu đến cuối trên mặt lấy ý cười, coi như người khác muốn bắt bẻ đều không có ý tứ. Lầu 2 đi như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngài nếu muốn tiến về lầu 2, cần đạt tới Thiên Kỳ Các yêu cầu, có được một ức nguyên thạch tài phú chứng minh. Thị nữ cười nói, ngữ khí 10 điểm bình ổn. Bất quá. Trong con người của nàng rõ ràng hiện lên vẻ khinh bỉ, nhìn Tiêu Phàm bọn họ ăn mặc, cũng không giống là có thể có được một ức trở lên nguyên thạch người. Tiêu Phàm mặc dù bắt được thị nữ cái kia vẻ khinh thường, bất quá hắn nhưng lại không cùng một cái hạ nhân so đo, tiện tay vung ra một mai linh giới, bên trong chứa chính là một ức nguyên thạch. Thị nữ tiếp nhận nguyên thạch, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó cung kính đem linh giới đưa cho Tiêu Phàm, nói các vị, mời đi theo ta. Ngươi nói cho ta biết làm sao tiến về lầu 2 là được rồi.
Tiêu Phàm khoát khoát tay, không muốn để cho thị nữ tiếp tục cùng lấy. Nghề này quy củ Tiêu Phàm nên cũng biết, nếu như hắn ở Thiên Kỳ Các mua đồ vật, thị nữ này thế nhưng là có tiền huê hồng. Thế nhưng là, tất nhiên ngươi đều xem thường ta, vậy ta dựa vào cái gì đem đề thành cho ngươi đây? Là, ngài mời tới bên này. Thị nữ mặc dù không cam lòng, có thể bày tỏ trên mặt nhưng vẫn là duy trì khuôn mặt tươi cười, chỉ là đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hận sắc. Tiêu Phàm lại là làm như không thấy đồng dạng, trực tiếp đi lên lầu 2. Thế nhưng là, hắn còn không có phóng ra bước chân, thị nữ kia đột nhiên vẻ mặt nịnh hót nghênh đón, nụ cười kia, càng là từ trong đáy lòng vọng lại. Vô Thương công tử, ngài đã tới. Thị nữ òn ẻn kêu lên, thanh âm nhu đến tận xương tủy. Là Vô Thương công tử, hắn đây là tới Thiên Kỳ Các thị sát sao? Lạc Tài Thần đến, nhanh, mau qua tới, Lạc Tài Thần những nơi đi qua, thế nhưng là khắp nơi vàng bạc a. Hôm nay chúng ta vận khí không tệ, vậy mà gặp được Vô Thương công tử Lạc Tài Thần. Đám người cũng là lên tiếng kinh hô, ngay sau đó không chút do dự vây lại, tựa như đói bụng lang gặp được con mồi mỹ vị một dạng. Bốn phía tu sĩ cũng nhao nhao hành lễ, trong đôi mắt đều là nóng rực, không biết đang chờ mong cái gì. Tiêu Phàm lộ ra vẻ tò mò, ngừng thân hình hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm bạch bào nam tử đi tới. Hắn mặt như ngọc quan, đầu đội lông công quan, cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp, một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Bất quá, Tiêu Phàm lại là có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt cao ngạo, tựa như nhìn cái gì đều muốn nâng lên cái kia cao ngạo đầu, cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Quanh người hắn bao vây không ít tu sĩ, trên mặt tất cả đều mang theo cung duy nụ cười, bốn phía còn có mấy cái tu sĩ thủ hộ ở tại bên người, ngăn cản tu sĩ khác tới gần. Tất nhiên mọi người nhiệt tình như vậy, thưởng 500 vạn nguyên thạch chơi đùa. Bạch bào nam tử Lạc Vô Thương khẽ cười một tiếng, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên. Ao ao ao, chỉ một thoáng, vô số sắc thái rực rỡ thạch đầu vương vãi xuống, bốn phía tu sĩ lập tức một trận tranh đoạt. Tiêu Phàm bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, những cái kia sắc thái rực rỡ thạch đầu không đặc biệt, chính là nguyên thạch. Bọn họ không nghĩ tới, Lạc Vô Thương vậy mà tiện tay đem 500 vạn nguyên thạch ném, thật đúng là không phải bình thường xa xỉ a. Khó trách gọi hắn Lạc Tài Thần, có chút ý tứ. Tiêu Phàm đơn giản bình luận một câu, liền quay người hướng về lầu 2 đi đến. 500 vạn nguyên thạch, đừng nói ném khắp nơi đều là, chính là rơi vào trước mắt hắn, hắn cũng lười xoay người lại nhặt, lại càng không cần phải nói nhường hắn đi tranh đoạt. Một màn này, Lạc Vô Thương vừa lúc nhìn ở trong mắt, hắn nguyên bản trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình mà điên cuồng, trong lòng của hắn có loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại có người căn bản không để ý sự xuất hiện của hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Vô Thương công tử, những người kia chỉ là mạo xưng là trang hảo hán, bọn họ cho rằng có được một ức nguyên thạch liền tự cho là không tầm thường, cũng không bằng Vô Thương công tử một căn đầu ngón chân, trước đó chiêu đãi Tiêu Phàm thị nữ của bọn hắn vừa lúc chen ở Lạc Vô Thương bên người, nhìn thấy Lạc Vô Thương trên mặt khó chịu, ngay sau đó theo hắn ánh mắt nhìn tới, vừa vặn thấy Tiêu Phàm bọn họ bóng lưng. Tiêu Phàm không muốn đem chỗ tốt cho nàng, trong nội tâm nàng có thể còn ghi hận Tiêu Phàm đây. Mấy cái đầu nhà quê sao? Lạc Vô Thương khẽ nói một tiếng, trên mặt lại khôi phục nụ cười, nói, bản công tử tới đây là có chút việc, mọi người nhường ra một con đường, lại thưởng 500 vạn. Vừa dứt lời phía dưới, đám người vội vàng hướng về hai bên thối lui, trung gian thực nhường ra một con đường. Thưởng, Lạc Vô Thương hài lòng gật đầu, quạt xếp nhẹ nhàng hất lên, lại là mảng lớn nguyên thạch mưa vương vãi xuống. Đám người một trận tranh đoạt. Mà Lạc Vô Thương lại là thừa cơ rời đi đám người bao vây, hướng về lầu 2 đi đến. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ tiến vào lầu 2, rực rỡ muôn màu quý hiếm lập tức in vào tầm mắt của hắn bên trong, dù cho lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng hơi hơi kinh ngạc. Cái này Thiên Kỳ Các xác thực không đơn giản a. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó lại nói, mọi người tùy tiện đi dạo một vòng, có cái gì hảo đồ vật liền cầm lấy, quay đầu ta tới tính tiền. Sư tôn, đây chính là ngươi nói, băng thiền tỷ tỷ, chúng ta đi. Như Hy nghe vậy, lập tức cười mờ ám một tiếng, liền lôi kéo băng thiền cung chủ rời đi.
Đại nhân, vậy chúng ta đi trước nhìn xem. Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Kim Long Quỷ Vương ngược lại tính bình tĩnh, bọn họ thân làm Quỷ Vương, cũng coi là vốn liếng phong phú. Coi như Tiêu Phàm không tiến bọn họ đồ vật, bọn họ cũng không thế nào quan tâm. Bất quá, đầu trâu mặt ngựa lại là lưu lại, mặt ngựa nhe răng cười nói, đại nhân, chúng ta không quá sẽ chọn, vẫn là ngài cho chúng ta tuyển một kiện a. Đúng vậy a, đại nhân, đầu trâu đầu cũng điểm không ngừng. Tiêu Phàm cười nhìn lấy hai người này bình thường lấm la lấm lét, đầu lại là rất tinh minh, biết rõ ánh mắt của hắn khẳng định so với hai người bọn họ tốt. Có thể, Tiêu Phàm hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, rất sảng khoái đáp ứng. Ngay sau đó hắn liền ở lầu 2 trong đại sảnh đi dạo lên, đáng tiếc những thứ kia đều bị đặc thù thủy tinh che đậy ngăn cách, chỉ có thể quan sát, không thể chạm đến. Dù cho Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng không xuyên thấu nước kia tinh quang che đậy ngăn cách, giờ khắc này, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới bạch sắc thạch đầu năng lực. Nếu là bạch sắc thạch đầu ở chỗ này, vậy thật là tốt ha, tùy ý nhìn một chút, liền có thể biết được đạo thứ này giá trị và thật xấu. Đúng rồi. Tất nhiên tử sắc thời không nguyên tuyền đều có thể xuất hiện, cái kia bạch sắc thạch đầu hẳn là cũng có thể xuất hiện mới đúng a. Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn ra sức triệu hoán bạch sắc thạch đầu. Nguyên bản hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng mà, sau một khắc nhường hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, hắn kinh ngạc phát hiện, một đạo bạch quang ở tử sắc thời không nguyên tuyền bên trong lấp lóe lấy. Ngay sau đó hóa thành một quả bạch sắc thạch đầu xông ra. Cái này cũng có thể. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, thẳng thắn hướng về phía trước một cái thủy tinh quang cháo. Những ngày qua, Tiêu Phàm bởi vì là linh hồn thân thể tồn tại, cho nên một mực không thể câu động bạch sắc thạch đầu, nhưng hắn khá là không quen. Nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ lại có thể thông qua tử sắc thời không nguyên tuyền đem bạch sắc thạch đầu triệu hoán tới, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Có bạch sắc thạch đầu ở, không nói phán đoán cát hung họa phúc, chỉ ít nhãn lực của hắn là gấp đôi tăng lên mấy lần. Ta liền muốn cái này. Đầu trâu nhìn thấy Tiêu Phàm trợn to hai mắt hướng về phía trước một cái thủy tinh quang cháo, lập tức kêu to lên tiếng, không chút do dự nhào tới. Có thể làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc như thế đổ vật, lại làm sao có thể đơn giản đây. Mặt ngựa thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, bản thân vẫn là chậm một nhịp a. Sớm biết mình nên nhào lên, hiện tại để đầu trâu đoạt trước. Đầu trâu, Tiêu Phàm vừa định gọi lại đầu trâu, nói cho hắn, vật kia chỉ là một kiện vật bình thường, vừa mới ta sở dĩ kinh ngạc như thế, chỉ là thất thần mà thôi. Nhưng mà lúc này, một đạo khác không quá hòa hài thanh âm vang lên, thứ này ta muốn. Tiêu Phàm nghe tiếng nhìn tới, lại là nhìn thấy một bóng người hướng về bên này đi tới, bên người còn mang theo mấy người, nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc. Còn nhìn không được khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái. Minh vô tình, Tiêu Phàm hơi sững sờ, hắn không biết Minh vô tình dũng khí từ đâu tới, còn dám cùng bản thân giao phong. Chẳng lẽ lần trước cho hắn một chút giáo huấn, còn không có nhường hắn sợ hãi sao? Bất quá, làm Tiêu Phàm nhìn thấy đứng dậy bên cạnh Khai Dương Minh Vương cùng Phá Quân Minh Vương lúc, hắn liền biết rõ Minh vô tình từ đâu tới lực lượng. Có hai đại Minh Vương bảo hộ hắn. Hơn nữa nơi này vẫn còn thiên kỳ các, thật đúng là không có mấy người dám tìm hắn gây phiền phức. Vật này là ta nhìn thấy trước, vì sao phải cho ngươi? Đầu trâu đã ôm lấy thủy tinh che đậy, lại làm sao có thể đem thứ này tặng cho Minh vô tình đây? Liền thiên kỳ các quy củ đều không biết, cũng muốn tới cái này mua đồ. Minh vô tình khịt mũi coi thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, tựa như cố ý nói cho Tiêu Phàm nghe. Dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi không biết quy củ, ta liền làm một lần người tốt, nói cho ngươi cũng không sao, thiên kỳ các đồ vật, người trả giá cao được. Đại nhân, đầu trâu nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng. Thứ này để Tiêu Phàm như thế thất sắc, như thế nào phàm vật đây, tự nhiên không thể đơn giản như vậy tặng cho Minh vô tình. Minh vô tình kỳ thật cũng nhìn thấy Tiêu Phàm mới vừa sắc mặt biến hóa, cho nên mới đi tới, lần trước bị Tiêu Phàm trấn nhiếp. Trong lòng của hắn có thể một mực kìm nén một hơi, nghĩ đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Bây giờ có cơ hội, Minh vô tình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ này ít giá bao nhiêu? Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhìn về phía đầu trâu nói. Nhưng ở Minh vô tình xem ra, Tiêu Phàm đây là ra vẻ trấn định,
trong lòng khinh thường nói, ta thực lực không bằng ngươi, có thể bàn về nguyên thạch, bản công tử đập đều có thể đập chết ngươi. Minh Vô Tình thân là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử, trên người nguyên thạch, lại làm sao có thể thiếu đây? Đại nhân, thứ này yết giá 2 ức nguyên thạch, đầu châu tìm tới thủy tinh quang cháo bên trên một khối ngọc phù, linh hồn chi lực quét một lần, liền đọc lấy trong đó tin tức, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. 2 ức nguyên nhìn, đối với đầu châu mà nói, thế nhưng là một món của cải khổng lồ, hắn là không thể nào cầm ra được. Ta ra 3 ức, Minh Vô Tình nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự phun ra mấy chữ. Đầu châu nghe vậy, vẻ mặt hận sắc nhìn xem Minh Vô Tình, sau đó vừa khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói. 3 ức 5, Tiêu Phàm thở sâu, báo ra giá cả. Lúc này, bốn phía không ít người nghe đến động tĩnh của nơi này, nhao nhao tò mò đi tới, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tò mò. 3 ức 5, Minh Vô Tình tùy tiện cười to, nói, Diêm La, người không phải rất hoành sao. Một lần chướng 5.000, người cũng có mặt lấy ra được. 5 ức, nói đến đây, Minh Vô Tình vươn một cái bàn tay, trực tiếp thêm một chút 5 ức. Đám người nghe vậy, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tụ tập ở đầu châu nước trong tay tinh quang khoác lên, đọc lấy cái kia ngọc phù bên trong tin tức. Đây chỉ là một khối thánh nguyên huyết ngọc A, hơn nữa còn huyết sắc không trong sáng, căn bản không đáng 5 ức nguyên thạch A. Không biết, dù sao trong mắt của ta, nhiều nhất giá trị 2 ức tả hữu nguyên thạch, cao hơn nữa giá cả, mua lại cũng không có ý nghĩa gì, coi như dùng để điêu khắc thần điêu, cũng nhiều đến nhất đến thánh giai trung kỳ mà thôi. Đoán chừng có khác kỳ quặc A, bằng không mà nói, bọn họ làm sao có thể điên cuồng như vậy tăng giá đây. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, không ít người cẩn thận quan sát đến thủy tinh quang cháo bên trong đồ vật, muốn hiểu rõ cái kia thánh nguyên huyết trong mưa phải chăng có sự kỳ diệu riêng. Nhưng bọn họ nhìn hồi lâu, căn bản là không có nhìn ra cái gì địa phương khác nhau. Nhất là những cái kia thần điêu sư, bọn họ thấy qua thánh nguyên huyết ngọc không ít, lúc này một khối này, chỉ là rất thông thường mà thôi. Minh Vô Tình, người khẳng định muốn ra 5 ức, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Nhưng hắn thần sắc ở Minh Vô Tình xem ra, lại là mắt thấy bảo bối muốn rơi ở trong tay của hắn, cho nên Tiêu Phàm lửa giận xen lẫn. Người một cái nghèo bức, không có tiền cũng không cần đến thiên kỳ các lầu 2. Minh Vô Tình vẻ mặt cao ngạo cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm tức giận bộ dáng, trong lòng của hắn sảng khoái vô cùng không thôi. 10 ức, ta ra 10 ức, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một bộ không đem cái kia thánh nguyên huyết ngọc mua lại, liền thề không bỏ qua bộ dáng. T, đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. 10 ức, đối với phần lớn người mà nói, thế nhưng là thiên văn sổ tự A, dù cho đại bộ phận thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng cầm ra được. Minh Vô Tình nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế điên cuồng, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 1, đây là cùng hắn đỡ lên sao? Trong lúc nhất thời, Minh Vô Tình có chút do dự, 10 ức nguyên thạch, đối với hắn mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Chủ yếu nhất là, một khi cùng người đấu giá tuôn ra giá cả, là không thể đổi ý, cái này cùng bán đấu giá tính chất có chút tương tự. Cho dù là Minh Vô Tình, cũng không quá nguyện ý đắc tội thần bí thiên kỳ các. Đầu châu, chúng ta đi. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Minh Vô Tình, lộ ra người thắng chiến thắng trở về thần sắc. Là, đại nhân, đầu châu nghe vậy, càng là mặt mày hớn hở, giá này giá trị 10 ức đồ vật, hiện tại coi như về hắn, cái này khiến hắn làm sao không vui đây. Đứng đấy, Minh Vô Tình thấy thế, lập tức ngăn cản đầu châu đường đi, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngạo nghễ nói, bản công tử ra 11 ức. Xem như ngươi lợi hại. Đầu châu, buông xuống cái này tảng đá vụn, chúng ta đi. Tiêu Phàm cho Minh Vô Tình giơ ngón tay cái lên, trên mặt hiện lên người thắng nụ cười. Đại nhân, đầu châu mặc dù buông xuống thánh nguyên huyết ngọc, bất quá vẫn như cũ còn có một số không cam lòng. Một khối 2 ức nguyên thạch đều chê đắt tảng đá vụn, ngươi cầm làm cái gì? Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc giáo huấn đầu châu nói. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng một cái đồ đần phân cao thấp? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng một cái đồ đần phân cao thấp? Tiêu Phàm nhìn như đang giáo huấn đầu châu, có thể ai cũng biết, lời này là cùng Minh Vô Tình nói a. Mắng Minh Vô Tình đồ đần, đám người không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Phàm dũng khí,
đây quả thực là chán sống rồi a. Bất quá cũng không ít người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, một cái liền Minh Vô Tình cũng dám giết người, mắng hắn vài câu lại như thế nào đây? Minh Vô Tình sắc mặt tái xanh hết sức, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Đây chỉ là một khối tảng đá vụn. Đầu Châu lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ cầm trong tay Thánh Nguyên Huyết Ngọc ném ở một bên. Vậy ngươi cho rằng đây? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Bốn phía tu sĩ cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tình cảm gia hỏa này cố ý nâng lên giá cả, là chuẩn bị hố Minh Vô Tình một cái a. Một khối 2 ức Thánh Nguyên Huyết Ngọc, quả thực là bị Minh Vô Tình nâng lên đến 11 ức nguyên thạch giá trên trời, cái này hố người cũng hố quá độc ác. Thời khắc này Minh Vô Tình liền lòng giết người đều có, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm hướng về phía Thánh Nguyên Huyết Ngọc tình thế bắt buộc, cho nên mới không cố kỵ gì tăng giá. Nhưng cuối cùng Tiêu Phàm lại nói cho hắn, đây chính là một khối thông thường Thánh Nguyên Huyết Ngọc, giá trị 2 ức, nhưng mà hắn lại hoa 11 ức, dòng giã để cao gấp 5 nhiều giá cả. Cái này khiến Minh Vô Tình trong lòng làm sao thoải mái. Hắn mặc dù không thiếu nguyên thạch, có thể 11 ức nguyên thạch. Với hắn mà nói, đó cũng là thương cân động cốt. Dù sao, hắn chỉ là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ nhi tử, mà không phải Minh Tuyệt Cốc cốc chủ. Diêm La, ta muốn giết ngươi. Minh Vô Tình gào thét, hai mắt đỏ bừng như máu, thiếu chút nữa thì nhào tới. Bất quá, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị hậu phương phá quân Minh Vương giữ chặt, nơi này chính là Thiên Kỳ Các, dù cho năm đại thế lực chi chủ, cũng chưa chắc dám ở chỗ này làm càn. Thiên Kỳ Các lai lịch quá thần bí, dù cho năm đại thế lực chi chủ đều thường xuyên thay đổi, nhưng Thiên Kỳ Các chưa từng có biến mất qua, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Không phải ngươi muốn chơi sao? Không chơi nổi liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Minh Vô Tình một cái, quay người rời đi. Một khối phổ thông Thánh Nguyên Huyết Ngọc ngươi đều phải cùng ta đoạt, đây không phải rõ ràng phải cùng ta đối đầu sao? Đã như vậy, vậy ta bẫy ngươi. Không phải chuyện rất bình thường sao? Tiêu Phàm lười nhác cùng Minh Vô Tình so đo, mặc dù địa vị hắn không sai, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Có bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm lòng tin 10 phần, ở đệ nhị tầng trong đại sảnh đi dạo lên, chỉ cần bàn tay đụng phải nước kia tinh quang che đậy, bạch sắc thạch đầu liền sẽ có đặc biệt cảm ứng. Lúc này, Tiêu Phàm liền cho Đầu Châu mặt ngựa chọn 2 kiện ra dáng bảo vật, giá tiền cũng không cao. Nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, hắn giá trị xa so với Thánh Nguyên Huyết Ngọc cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ liền không có một kiện không có trở ngại vật liệu? Tiêu Phàm cơ hồ đã xong toàn bộ đệ nhị tầng, lại không nhìn thấy một dạng hài lòng điêu khắc vật liệu, trong lòng đối Thiên Kỳ Các không khỏi có chút thất vọng. Đại nhân, một bên kia còn có một cái nơi hẻo lánh không có nhìn, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Mặt ngựa chỉ cách đó không xa một cái không dễ thấy nơi hẻo lánh nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy, góc kia rơi bên trong xác thực trưng bày tốt mấy kiện đồ vật, quỷ dị chính là, nơi đó lại không ai đi dạo. Tiêu Phàm mang theo một tia hiếu kỳ đi tới, vừa lúc lại đụng phải Minh Vô Tình. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Tiêu Phàm không chút khách khí nói. Ngươi, Minh Vô Tình vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị tiến vào cái kia góc nhỏ, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, Diêm La. Ngươi sẽ không coi trọng cái này đào thải khu đồ vật a, có muốn hay không ta đưa ngươi mấy món. Đào thải khu, Tiêu Phàm sững sờ, cái này góc nhỏ bên trong đồ vật, cũng là Thiên Kỳ Các đào thải xuống tới, không ai muốn đồ vật. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khó trách không người đến nơi này. Tốt, Tiêu Phàm 10 điểm không khách khí nói, bất quá, ta hy vọng ngươi đừng hối hận. Minh Vô Tình mí mắt hơi hơi nhảy một cái, mới vừa rồi bị Tiêu Phàm hố một cái. Trong lòng của hắn đã không dám ở khinh thường Tiêu Phàm. Nói đưa Tiêu Phàm mấy kiện đồ vật, cũng chẳng qua là nghĩ thể hiện cái kia tài trí hơn người địa vị mà thôi, nhưng hắn thực đưa Tiêu Phàm, đó là không có khả năng. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ không cùng Tiêu Phàm cố ý cố tình nâng giá. Ngươi muốn là quỳ ở trước mặt ta, bản công tử tuyệt đối nói lời giữ lời. Minh Vô Tình tự cho là mình cầm quyền chủ động, ở trên cao nhìn xuống đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên vẻ sát ý, trong mắt hắn, Minh Vô Tình đã là một người chết.
Hắn không để ý Minh Vô Tình, cùng một người chết nói nhiều lời như vậy, nhất định chính là lãng phí thời gian. Chỉ thấy Tiêu Phàm quay người đi vào đào thải khu, từng cái vuốt ve thủy tinh quang cháo, hơn nữa đọc lấy bên cạnh ngọc phù. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, những cái này đào thải phẩm giá cả vậy mà cực kỳ không ít, tiện nghi nhất cũng là 4 ức nguyên thạch. Cái này thật chỉ là không ai muốn đào thải phẩm sao? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Bất quá hắn rất nhanh liền đoán được nguyên do, đào thải khu đồ vật, đại bộ phận đều rất kỳ lạ, người bình thường căn bản nhìn không ra bọn chúng giá trị thực sự. Mặt khác, những vật này giá cả không ít, một mực giá cao không hạ, có thể thiên kỳ các lại không nguyện ý hạ giá, tự nhiên cũng không có người mua. Dần ra, những vật này liền bị vứt xuống cái góc này. Thứ này chỉ là ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo huyết dịch lực lượng mà thôi, vậy mà cần 8 ức nguyên thạch, xác thực quá mắc. Tiêu Phàm nhìn trước mắt một khối xích hồng sắc nham thạch, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Đương nhiên, thứ này nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đừng nói 8 ức nguyên thạch, coi như 80 ức nguyên thạch, vậy cũng khẳng định bị người đoạt vỡ đầu. Đối với thái cổ thần giới thánh đế cảnh cường giả mà nói, cái gì đều đáng giá tiền, nhưng chính là nguyên thạch không đáng tiền, bởi vì bọn họ đồng tiền cơ bản đơn vị là nguyên tinh. Một khối hạ phẩm nguyên tinh, đoán chừng liền giá trị 1 vạn nguyên thạch, 80 ức nguyên thạch, cũng liền 80 vạn hạ phẩm nguyên tinh mà thôi. Cái giá tiền này rất mắc sao, chí ít ở Tiêu Phàm xem ra, là rất rẻ. Làm Tiêu Phàm tay từ cuối cùng hai kiện vật phẩm bên trên đảo qua thời khắc, bạch sắc thạch đầu đột nhiên hơi hơi chấn động một cái. Nhất là đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai, bạch sắc thạch đầu cảm ứng được trong đó khí tức, vậy mà tản ra hừng hực quang mang. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc hết sức, có thể bày tỏ trên mặt 10 điểm bình tĩnh, hắn cũng không muốn Minh Vô Tình lại tới quấy rối. Minh Vô Tình nhưng lại tại một bên hướng về đây, đoán chừng hôm nay là cùng bản thân tiêu hao. Hắn cố ý nhìn nhiều kiện vật phẩm cuối cùng vài lần, nhìn về phía Đầu Châu nói, Đầu Châu, thay ta đi hỏi một chút, thứ này 4 ức nguyên thạch bán hay không? Là, đại nhân, Đầu Châu nghe vậy, lập tức hấp ta hấp tấp đi ra ngoài. Mà Tiêu Phàm, bắt đầu tiếp tục điều tra vật phẩm khác, khi ánh mắt của hắn từ đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai bên trên đảo qua thời khắc, lại là gặp được một khỏa đen thui thạch đầu, đen vậy mà không có bất kỳ cái gì quang trạch. Hòn đá màu đen cũng liền đầu người lớn nhỏ, có thể giá tiền của nó lại là đạt đến 6 ức, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Chờ, đây là, đột nhiên, Tiêu Phàm nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng run giọng nói, không thể nào. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ hỗn độn thạch? Thái cổ hỗn độn thạch, chính là thế gian cao cấp nhất thần thạch một trong, truyền văn, là dùng để chế tạo pháp bảo cao cấp chí tôn vật liệu, thế gian rất khó tìm. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, nơi này vậy mà liền có một khối. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không xác định đây chính là thái cổ hỗn độn thạch. Cho dù tu la truyền thừa bên trong, ghi lại liên quan tới thái cổ hỗn độn thạch tin tức cũng 10 điểm thưa thớt, chỉ có đôi câu vài lời, nơi này người nhận không ra, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, cái này đã để Tiêu Phàm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, đều muốn mua xuống tảng đá kia. Tiêu Phàm lực chú ý rất nhanh từ trên tảng đá màu đen chuyển di, nếu như Minh Vô Tình phát hiện mình dị sắc, muốn mua xuống thái cổ hỗn độn thạch, cái kia cũng không phải là bình thường phiền toái. Trên người của hắn nguyên thạch mặc dù không ít, nhưng chưa chắc có Minh Vô Tình nhiều, dù sao Minh Vô Tình địa vị bày ở đây. Đại nhân, 4 ức bọn họ không bán. Đầu Châu chạy trở về, cảm xúc không phải rất tốt. Ha ha, giá trị 8 ức đồ vật, người vậy mà muốn cho thiên kỳ các 4 ức bán cho ngươi. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Minh Vô Tình nghe nói như thế, lập tức khinh bỉ cười ha ha. Một bên không ít người cũng là như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, nếu như thứ này 4 ức nguyên thạch có thể mua lại, vậy tại sao còn bày ở chỗ này đây, đoán chừng sớm đã bị người mua đi. 8 ức liền 8 ức a. Tiêu Phàm thở sâu, tựa như làm một cái quyết định đồng dạng, Đầu Châu, ôm nó. Là, đại nhân, Đầu Châu không chút do dự chạy chậm đi qua, chuẩn bị bạo khởi kiện vật phẩm cuối cùng. Chờ chút, cũng đúng lúc này. Minh Vô Tình hợp thời đi tới, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm nói, 8 ức ngươi vừa muốn đem thứ này mang đi, cũng không hỏi xem ta. Vậy không biết ngươi ra giá bao nhiêu đây? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Minh Vô Tình nói.
Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Minh Vô Tình trong lòng khẽ run, có loại dự cảm xấu, vừa rồi hắn nhưng là bị Tiêu Phàm hố không nhẹ. Tiêu Phàm coi trọng thứ này, chỉ cần dựa theo yết giá liền có thể mua xuống. Nhưng một khi hắn tăng giá, dựa theo thiên kỳ các quy củ, hắn nhưng là nhất định phải mua lại. Dù sao, nếu là có người cố ý tới cái này quấy rối, đề cao giá cả, sau đó mở ra giá cả về sau lại không muốn, cái kia thiên kỳ các cũng không cần làm ăn. Dù cho thứ này chỉ là một kiện đào thải phẩm, có thể chỉ cần hắn Minh Vô Tình tăng giá, hắn đều nhất định phải mua lại. Trầm ngâm chốc lát, Minh Vô Tình hắn vẫn như cũ không chuẩn bị để Tiêu Phàm đạt được, nói 9 ức. Mặc dù báo ra giá cả, nhưng Minh Vô Tình trong lòng âm thầm quyết định, chỉ cần Tiêu Phàm tăng giá, hắn cũng không cần thứ này. Bản thân cố ý cho hắn đề cao 1 ức giá cả, cũng coi là báo thù. Nhưng mà, để Minh Vô Tình không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, trực tiếp đoạn nói, đầu trâu, bỏ đồ xuống, chúng ta lại đi nhìn nhìn mặt khác. Ách, là, đại nhân, đầu trâu sững sờ, bất quá lại là không có chút gì do dự, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn không chút do dự chấp hành. Minh Vô Tình tựa như giống như ăn phải con ruồi, khó chịu đến cực điểm. Hắn kêu giá có thể không phải là vì mua xuống thứ này à, chỉ là vì để Tiêu Phàm tốn nhiều tiền mà thôi, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm trực tiếp vứt bỏ. Cũng liền ở hắn phẫn nộ thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lại bổ sung một câu, 9 ức mua xuống một kiện đào thải phẩm, không hổ là đồ đần. Phốc, Minh Vô Tình kém chút không khí phun ra một ngụm lão huyết, đáng tiếc hắn chỉ là linh hồn chi thể, mặc dù có huyết cũng nhả không ra. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Minh Vô Tình bị Tiêu Phàm khí không nhẹ, nhất là phía sau bổ đao, càng là để Minh Vô Tình khó chịu đến cực điểm. Nhưng ai ngờ, Tiêu Phàm lại hướng đi mặt khác mấy món đào thải vật phẩm, cười nhìn lấy Minh Vô Tình nói, cái này, còn có cái này, đầu trâu mặt ngựa đều mang cho ta đi. Là, đại nhân, đầu trâu mặt ngựa ôm lấy 3 cái thủy tinh quang cháo, cung kính đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, trong đó một cái, thì có thái cổ hỗn độn thạch. Minh Vô Tình, người còn thêm không thêm giá, không thêm giá, ta liền mang đi. Tiêu Phàm đi đến Minh Vô Tình bên người, lại nghiền ngẫm cười nói, đúng rồi, cái này 3 món đồ, giá cả cũng liền 14 ức mà thôi, nghĩ đến đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một việc khó a. Minh Vô Tình sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm đây là cố ý cho hắn thiết lập ván cục đây. Một khi hắn kêu giá, liền phải nhất định phải mua xuống cái này 3 món đồ. Mà Tiêu Phàm, chỉ cần chính hắn không cùng người khác kêu giá, tùy thời đều có thể từ bỏ tự mình nghĩ mua dự định, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Thiên kỳ các lầu hai quý hiếm nhiều không kể xiết, giá trị cũng cực kỳ không ít, hắn Minh Vô Tình có thể ngăn cản Tiêu Phàm một lần, chẳng lẽ còn có thể một mực ngăn cản Tiêu Phàm hay sao? Trừ phi hắn Minh Vô Tình có thể đem toàn bộ thiên kỳ các mua lại. Nói câu khó nghe, cho dù cha hắn Minh Tuyệt Cốc chủ, bàn về nguyên thạch, đoán chừng cũng không có thiên kỳ các nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói hắn. Hiện tại hắn đã hoa 20 ức nguyên thạch, trên người còn thừa nguyên thạch đã không nhiều lắm, căn bản chịu không được Tiêu Phàm rằng co. Hừ, Minh Vô Tình hất lên áo bào, quay người liền rời đi. Đánh, đánh không lại Tiêu Phàm. Chơi, lại chơi không lại Tiêu Phàm. Lưu lại nơi này, hắn chỉ có thể mất mặt xấu hổ mà thôi. Đầu trâu mặt ngựa trong bóng tối cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, trong lòng âm thầm trầm ngâm, đại nhân thật đúng là khí chết người không đền mạng a. Nghĩ vậy, hai người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng càng ngày càng kính sợ lên, bọn họ thế mới biết, nguyên lai có đôi khi không cần động thủ, cũng có thể bại lui đại địch. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Minh Vô Tình rời đi, sau đó để đầu trâu mặt ngựa mang theo đồ vật đi tới kết toán đài, cuối cùng Tiêu Phàm hoa 6 ức nguyên thạch mua thái cổ hỗn độn thạch. Về phần mặt khác 2 dạng đồ vật, Tiêu Phàm lại để cho đầu trâu mặt ngựa thả trở về. 2 dạng kia đồ vật mặc dù cũng không tệ, giá trị ít nhất viễn siêu vài ức nguyên thạch, có thể Tiêu Phàm tạm thời không có ý định đem nguyên thạch lãng phí ở nơi này. Thái cổ hỗn độn thạch tới tay, Tiêu Phàm trong lòng mỹ tư tư, thứ này, cho ta đầy đủ thời gian, chí ít cũng có thể điêu khắc ra một tôn bán bộ thánh tôn cảnh thần điêu, hơn nữa, một khi ta đột phá thánh tôn cảnh, còn có thể không ngừng tăng lên phẩm cấp của nó. Có cái này thái cổ hỗn độn thạch, Tiêu Phàm thế nhưng là tương đương với nhiều hơn một tôn cường đại phân thân.
Bất quá, dùng thứ này tới tham gia linh hội, lại là quá lãng phí. Tiêu Phàm lại thầm tự lắc đầu, đáng tiếc, cho thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có thể ở cái này thái cổ hỗn độn thạch bên trên làm tay chân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Tốt một chuôi thần đao, liền thánh giai vật liệu đều có thể tùy tiện mở ra, trong thiên hạ, đoán chừng cũng không có mấy chuôi a. Ai nói không phải đây, ta nghe nói đao này thế nhưng là thiên kỳ các mấy ngàn năm qua nhận được đệ nhất bảo đao, không biết ai ngốc như vậy, lại đem như thế thần đao lấy ra bán. Khó trách Lạc Tài thần tự mình đến này, nguyên lai là có người ủy thác hắn tới đây bán đao, chỉ là không biết đao này giá trị mấy phần. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt sáng quắc hướng về nào đó một cái phương hướng. Tiêu Phàm bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi, có thể nghe được thanh âm này, lại không cấm ngụ thân hình, không kiềm hãm được hướng về nơi đó đi tới. Lầu hai đại sảnh, rất nhanh liền vây đầy tu sĩ, trong đám người, đứng đấy một cái bạch bào nam tử, bên cạnh hắn, trưng bày một cái vòng tròn trụ. Hình trụ phía trên, có một cái đao khung, trên giá để đao trưng bày một chuôi kim sắc đại đao, quang mang sáng rực, 10 điểm lóa mắt. Mặc dù kim đao bị thủy tinh quang cháo bao phủ ở bên trong, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, chuôi này đao cực kỳ bất phàm. Yên lặng, bạch bào nam tử Lạc Vô Thương khẽ quát một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Bốn phía tu sĩ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, có thể rõ ràng nghe được đám người tiếng hít thở. Lạc Vô Thương lên tiếng, ở đây không người nào dám vi phạm. Tiêu Phàm bọn họ đã tới phía ngoài đoàn người, không nhìn thấy trung ương tình huống. Hắn chỉ biết là, thiên kỳ các như có một thanh đao muốn bán. Phía sau bằng hữu khả năng không nhìn thấy bảo đao chân dung, đem hình trụ tăng cao một điểm. Lạc Vô Thương thản nhiên nói. Nói xong, bên cạnh hắn hình trụ lập tức bắt đầu kéo lên, đạt đến 2 mét độ cao. Qua, thực sự là một chuôi hảo đao, cách xa nhau xa như vậy, ta vậy mà cảm nhận được một loại linh hồn đau nhói. Nghe nói đao này là sẵn có, cũng không biết có phải hay không thực. Đoán chừng giá trị không thua 10 ức nguyên thạch, đám người nhìn thấy thủy tinh quang cháo bên trong kim sắc bảo đao, không khỏi kinh hô lên. Cửu U địa ngục thánh đế cảnh tu sĩ mặc dù không ít, nhưng có rất ít người có được mạnh mẽ như vậy pháp bảo, lại càng không cần phải nói là linh hồn pháp bảo. Người ở chỗ này, nếu như nói còn có người tương đối bình tĩnh, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khi nhìn đến kim sắc bảo đao một sát na kia, con người hơi nhíu. Trong lòng hoảng sợ nói, kim cốt đế. Không sai, Tiêu Phàm từ cái kia bảo đao phía trên, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, mặc dù bị thủy tinh quang cháo ngăn cách đại bộ phận, nhưng Tiêu Phàm dứt khoát có thể rõ ràng đoán được. Khí tức kia, chính là kim cốt đế. Hơn nữa, bảo đao này ngoại hình, cùng kim cốt đế biến thành vô tận chi nhận, cũng giống như đúc. Nếu như nói quả thực là có chút khác nhau, kia liền là chuôi này kim đao không có vô tận chi nhận như vậy có linh tính. Kim cốt linh hồn đây, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Kim cốt đế dù sao cũng là âm linh tộc, này kim đao chi thể, chỉ là thân thể của hắn, hắn cũng có được bản thân độc lập linh hồn. Ong ong, Tiêu Phàm trong lòng vừa mới nói đến kim cốt đế ba chữ này, chuôi này kim sắc bảo đao lập tức hơi hơi rung rung, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ mà ra, muốn xông phá thủy tinh quang cháo trói buộc. Nhưng mà, thủy tinh quang cháo phong ấn thập phần cường đại, có lẽ cũng là không người điều khiển kim sắc bảo đao căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho nên không phá nổi thủy tinh quang cháo phong ấn. Kim cốt, thật là ngươi, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, cái kia kim sắc bảo đao lần nữa rung rung, lộ ra càng ngày càng bạo động. Đao này lại có linh tính, muốn xông phá phong ấn. Đám người thấy thế, càng thêm kinh ngạc lên. Nhìn xem kim sắc bảo đao ánh mắt đều thẳng, hận không thể xông đi lên. Lạc Tài thần, không biết đao này như thế nào mới có thể mua sắm. Có người nhìn không được hỏi, đã có chút nhao nhao muốn thử. Vấn đề này hỏi rất hay. Lạc Vô Thương mỉm cười, đám người lập tức an tĩnh lại, hắn tiếp tục nói, hôm nay, liền tổ chức một cái tiểu đấu giá hội, 10 ức nguyên thạch cất bước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn, người trả giá cao được. Ta ra 10 ức nguyên thạch, có người không chút do dự kêu giá, 10 ức nguyên thạch nếu là có thể mua xuống đao này, đó cũng quá giá trị. 12 ức, 13 ức, 15 ức.
thời khắc này đám người đã cơ hồ điên cuồng, cái gì nguyên thạch tựa như căn bản không phải tiền, kêu giá cực kỳ điên cuồng. Chỉ một lát sau, giá cả liền đi tới 25 ức, hơn nữa căn bản không có dừng lại xu thế. Đương nhiên, có thể kêu giá hơn 20 ức giá cao, cũng không phải bình thường người có thể làm được, chí ít cũng là quỷ vương cấp bậc. Tiêu Phàm từ vô cửu quỷ vương vạn ma phòng đấu giá đều có thể lấy tới mấy chục ức nguyên thạch, mặt khác quỷ vương nội tình, tự nhiên cũng không kém nhiều. Giống Kim Long quỷ vương cùng Hắc Hổ quỷ vương, bọn họ đều có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch. Đại nhân, ngài tại sao không gọi giá? Đầu trâu mặt ngựa nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là lạnh lùng hướng về giữa sân Lạc Vô Thương, hắn không biết, vì sao Lạc Vô Thương sẽ đem đao này lấy ra đấu giá. Lấy Lạc Vô Thương phía sau thiên kỳ các tài lực, nuốt vào kim cốt đế đều không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Khả năng duy nhất chính là, lấy được kim cốt đế người, muốn Lạc Vô Thương lấy ra bán. 30 ức, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, hắn theo thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy cả người khoác chiến bào trung niên nam tử nhạt quát. Cơ Tuần Thiên, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trung niên nam tử kia, chính là lúc trước xuất lĩnh đại quân thẳng hướng vô tận thần phủ Cơ Gia người. Mặc dù hắn cải biến một lần khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm vẫn là liếc mắt nhận ra được. Đại nhân, nếu không ta tới kêu giá, Hắc Hổ quỷ vương không biết khi nào đi tới Tiêu Phàm bên người, nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, lập tức chủ động mở miệng nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, thản nhiên nói, ta đồ vật của mình, không cần lấy tiền mua. Người đồ vật của mình, Hắc Hổ quỷ vương hơi hơi kinh ngạc, Kim Long quỷ vương bọn họ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm người, cho tới bây giờ không gặp hắn dùng qua đao. Coi như hắn dùng đao, có thể chuôi này đao chính là thiên kỳ các đồ vật a, lúc nào cùng Tiêu Phàm có liên quan rồi. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã gạt mở đám người hướng về giữa sân đi đến, đồng thời hư không một thanh âm vang lên. Đường đường thiên kỳ các, vậy mà trộm lấy đồ vật của người khác, đường hoàng đấu giá, thực sự là chuyện cười lớn. Lời này không lớn, nhưng là không nhỏ, ở đây tu sĩ tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản hưng phấn đám người nghe nói như thế, trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm nhìn tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Hổ quỷ vương cùng Kim Long quỷ vương bọn họ cũng tất cả đều kinh ngạc không thôi, bọn họ muốn ngăn cản, đã không kịp. Nơi này chính là thiên kỳ các A, cửu u địa ngục thần bí nhất một cái thế lực. Dù cho năm đại thế lực đều không muốn đắc tội tồn tại. Tiêu Phàm chẳng qua là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, ở đâu là thiên kỳ các đối thủ. Tiêu Phàm lời nói, tựa như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới tắt tất cả mọi người nhiệt tình. Giữa sân, Lạc Vô Thương trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười tự tin, có thể nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nụ cười trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm hết sức. Người nào dám ở đây phát ngôn bừa bãi? Lạc Vô Thương lạnh lùng phun ra một câu, sát khí như ẩn như hiện. Thiên kỳ các tu sĩ cũng nhao nhao biểu tình hàn quang, hướng về Tiêu Phàm nhìn tới. Đám người không tự chủ cho Tiêu Phàm nhường ra một con đường, bọn họ nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Dám ở thiên kỳ các quấy rối, cái này cùng muốn chết lại có gì khác biệt đây? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, từ từ đi tới giữa sân. Hoàn toàn không nhìn người chung quanh ánh mắt, lãnh đạm nhìn xem Lạc Vô Thương, nói cái này là đao của ta. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiêu Phàm lời nói, nhấc lên đâu chỉ sóng to gió lớn. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ không người nào dám tới thiên kỳ các trào phúng, càng không người dám nói thiên kỳ các đồ vật là của hắn. Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất, vô luận việc này có phải là thật hay không, đối thiên kỳ các danh dự đều sẽ có đả kích rất lớn. Lạc Vô Thương nghe được Tiêu Phàm lời nói, lập tức cười nhạo một tiếng, hắn hiển nhiên phát phì cười, ngươi nói đao này là của ngươi. Ngươi xác định, nói ra lời này thời khắc, Lạc Vô Thương trên người chán phóng sát khí như có như không, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói là, hắn liền muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Trong đám người Minh vô tình nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám khiêu khích Lạc Vô Thương, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ. Có thể Lạc Vô Thương thì chưa chắc, bên người hắn bán bộ thánh tôn cảnh cường giả đều có không ít.
Mặt khác, Cơ Tuần Thiên ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cũng không lộ ra lúc đầu khuôn mặt, mà là lấy Diêm La thân phận xuất hiện, Cơ Tuần Thiên trong lúc nhất thời đoán chừng không có nhận ra Tiêu Phàm. Ta xác định, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, nói, đao này là ta tổ tiên truyền xuống đao, đi theo ta tới đến Cửu U địa ngục, bất quá lại bị người cho trộm đi. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như liền ở giải thích một sự thật một dạng. Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không ít người không khỏi nhìn về phía Lạc Vô Thương, bọn họ có người đã bắt đầu tin tưởng Tiêu Phàm lời giải thích, có lẽ cái này bảo đao thực sự là người này cũng khó nói. Lạc Vô Thương ánh mắt hết sức sắc bén, dư quang lại là đảo qua xó xỉnh bên trong Cơ Tuần Thiên. Người khác có lẽ không phát hiện, nhưng Tiêu Phàm lại là bắt được, hắn đã đoán được một loại khả năng, có lẽ, Kim Cốt Đế chính là Cơ Tuần Thiên cho Lạc Vô Thương. Các hạ nói đao này là của ngươi, có chứng cứ gì? Nếu như không phải, các hạ đừng tưởng rằng ta Thiên Kỳ Các dễ khi dễ. Lạc Vô Thương dường như chiếm được Cơ Tuần Thiên hồi phục, vẻ mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm, đó là tự tin biểu hiện. Ta như vậy nói, tự nhiên có chứng cứ. Tiêu Phàm cười cười. Mặc dù làm như vậy sẽ đắc tội Thiên Kỳ Các, nhưng Kim Cốt Đế đi theo hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường Kim Cốt Đế rơi vào người khác tay đây. Nhiều hơn nữa ngữ, đều bù không được chân thiết chứng cứ, các hạ vẫn là xuất ra chứng cứ tới đi. Lạc Vô Thương lắc đầu, hắn không tin Tiêu Phàm có chứng cứ gì. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chậm rãi hướng về thủy tinh quang cháo đi đến. Hô hô, theo Tiêu Phàm tới gần, kim đao quanh thân, bỗng chán phóng càng ngày càng cường đại đao khí, thủy tinh quang cháo ẩn ẩn có loại muốn bị phá ra tư thế. Kim đao có linh, hiện tại đã đủ để chứng minh a. Tiêu Phàm nhìn thấy Kim Cốt Đế phản ứng, khẽ mỉm cười nói. Cái này bảo đao thật đúng là khủng bố. Có lẽ người này thực sự là chủ nhân của nó, những người khác tới gần, có thể chưa chắc sẽ như thế bạo động. Đúng vậy a, bất quá cũng có những khả năng khác, điểm này còn chưa đủ lấy chứng minh hắn liền là bảo đao chủ nhân. Đám người nghe vậy, có người tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm, nhưng cũng có người cầm thái độ hoài nghi. Kim sắc bảo đao biểu hiện, còn chưa đủ lấy chứng minh đao này chính là hắn. Bất kỳ một cái nào đao khách, liền có thể làm được ngươi một bước này. Lạc Vô Thương cười lạnh không thôi, tựa như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Nếu như Tiêu Phàm chỉ có thể dạng này thôi động bảo đao, cái kia là không thể nào chứng minh bảo đao là của hắn. Cho dù là hắn Lạc Vô Thương, chỉ cần tới gần kim sắc bảo đao, cũng có thể để bảo đao bạo động không thôi. Cũng đúng, cái thanh kia cái này thủy tinh phong ấn mở ra a, ta có thể để nó nhận chủ. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin nói, Lạc Vô Thương lông mày nhíu lại. Mặt coi thường nói, ta nếu luyện hóa nó, cũng có thể để nó nhận chủ. Ngươi hiểu lầm, ta không phải nói luyện hóa nó, mà là để nó mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, Thiên Kỳ Các sẽ không liền điểm ấy yêu cầu đều sẽ cự tuyệt a. Để bảo đao mở miệng nói chuyện, đám người nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, bọn họ hiển nhiên không tin một thanh đao có thể nói chuyện. Diêm La, ngươi là tại Khôi Hải sao? Coi như đao này là của ngươi. Nó cũng sẽ không nói mà nói, huống chi, nó căn bản không phải ngươi. Cách đó không xa Minh Vô Tình không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Đúng vậy a, đao như thế nào lại nói chuyện đây? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Nếu như ngươi không có làm không đến đây, Lạc Vô Thương cười lạnh không thôi. Chuôi này đao quả thật không tệ, thậm chí để Lạc Vô Thương đều có lòng tham lam, lúc trước hắn thử qua khống chế đao này, có thể căn bản không cưỡi được. Thậm chí còn kém chút bị cắn trả. Tiêu Phàm cũng chẳng qua là cùng hắn đồng cảnh giới một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, đừng nói khống chế đao này nói chuyện, chính là khống chế đao này, cũng khẳng định làm không được. Chỉ có trong đám người Cơ Tuần Thiên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, trên mặt lộ ra bối rối. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nổi giận nói, miệng đầy nói bậy, đao lại làm sao có thể nói chuyện. Ngươi liền xác định như vậy sao? Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Cơ Tuần Thiên, híp hai mắt cười nói. Hắn trong lòng lại là ẩn ẩn có chút bất an, Cơ Tuần Thiên tất nhiên khẳng định như vậy, cái kia 89 phần 10 là Kim Cốt Đế xảy ra vấn đề gì, có lẽ thực không thể có thể nói ra lời.
nhưng bản thân nếu như cũng đã mở miệng, lời này nhất định là không thu về được. Thiên kỳ các tín dự là một khối chiêu bài, hôm nay có người có hại thiên kỳ các danh dự, hy vọng các vị ở tại đây làm chứng. Lạc Vô Thương cũng thừa cơ mở miệng, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, hôm nay đao này nếu vô pháp mở miệng, người nhất định phải lấy cái chết chứng ta thiên kỳ các thanh bạch. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái này Lạc Vô Thương thật đúng là không phải bình thường ngoan độc a, trong lúc cười cất giấu một cây đao. Có thể, trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm gật đầu một cái, nghiền ngẫm cười nói, nhưng nếu là ta chứng minh đao này là của ta, vậy có phải hay không giải thích thiên kỳ các thật có trộm cắp đồ vật của ngươi khác hành vi đây? Cái kia phải nên làm như thế nào? Lạc Vô Thương thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn căn bản là không tin tưởng Tiêu Phàm có để kim sắc bảo đao khả năng nói chuyện. Ngươi nếu chứng minh đao này là thật, ta thiên kỳ các cho ngươi gấp 10 bồi thường, cũng thay ngươi trừng phạt trộm cắp người. Đang lúc Lạc Vô Thương do dự thời khắc, một giọng già nua vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người bỗng nhiên hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái thanh bào lão giả ở một đám người bao vây phía dưới đi tới. Là các chủ Lạc Nam Thiên, có người nhận ra thân phận của người đến, không khỏi kinh hô không thôi. Lạc Nam Thiên, thiên kỳ các chủ, thực lực sâu không lường được, dù cho năm đại thế lực chi chủ, cũng đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, chính là cửu địa ngục thân phận cực cao tồn tại một trong. Tuy ông cái kia thanh huyền tử lâu lâu chủ thân phận, cùng so sánh, có chênh lệch rất lớn. Dù sao, thanh huyền tử lâu mới mấy ngàn năm thời gian, mà thiên kỳ các lại tồn tại vô số tuế nguyệt, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ra ra, ngài sao lại tới đây? Lạc Vô Thương không chút do dự đi tới. Lạc Nam Thiên, Lạc Vô Thương, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Cửu U địa ngục thế nhưng là rất ít tồn tại gia tộc thức thế lực, Minh Tuyệt Cốc Minh Vô Tình phụ tử là bởi vì đồng thời mà chết. Hai cha con nhờ vậy mới không có tách ra. Nhưng cái này Lạc Nam Thiên cùng Lạc Vô Thương ông cháu hai người đây. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, kia liền là Lạc Nam Thiên cùng Lạc Vô Thương ông cháu hai người, có lẽ căn bản cũng không có chết, bọn họ đều cùng bản thân đồng dạng, chỉ là lấy linh hồn thân thể phương thức tiến vào cửu u địa ngục mà thôi. Nhưng kể từ đó, chẳng phải là chứng minh, trừ mình ra, còn có những người khác nắm giữ lấy cửu u địa ngục lối vào. Cửu u ma chủ thân làm cửu u địa ngục chủ nhân, hắn không có khả năng không biết việc này a. Hơn nữa, tất nhiên hắn biết rõ việc này, vì sao còn ngầm cho phép đây? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, gia gia của ta đã hứa hẹn ngươi, hiện tại, ngươi có thể cho nó mở miệng nói chuyện. Lạc Vô Thương nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, lập tức vênh váo hung hăng nói. Lạc Nam Thiên đến. Nhưng hắn lòng tin 10 phần. Các vị, trước tiên lui sau một chút khoảng cách, để tránh bị đao này gây thương tích. Lạc Nam Thiên nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói. Đám người nghe vậy, nơi nào còn dám đứng tại chỗ, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Gần như đồng thời, Lạc Nam Thiên lấy tay vung lên, phong ấn kim cốt đế nước kia tinh quang che đậy lập tức hóa thành một trận sương mù biến mất. Hô hô! từng đạo lăng lệ đao khí hét giận dữ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng sát đi, hư không đều phát ra từng đợt phá không thanh âm. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, bị từng đạo kim sắc đao sóng bao phủ, toàn thân cảm nhận được một cỗ đau nhói cảm giác. Bốn phía tu sĩ cũng bị cường đại trùng kích, bất quá lại bị Lạc Nam Thiên áp chế ở trong phạm vi nhất định, Lạc Nam Thiên chiêu này, để rất nhiều tu sĩ kính phục không thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị kim sắc đao sóng bao phủ, rất nhiều người lập tức nhịn không được chế giễu lên. Tiểu tử kia không phải nói mình là cái kia kim đao chủ nhân sao, hắn sẽ không bị đao của mình chạm rồi a hát. Ha ha, còn đao của mình đây, tiểu tử kia tự cho là đúng, liền thiên kỳ các trúc can cũng dám gõ, còn có cái gì là hắn không thể làm, chết cũng xứng đáng. Thua dù sao cũng là cái chết, còn không bằng chết ở kim đao đao khí phía dưới, dạng này cũng coi như thể diện. Đám người cũng không coi trọng Tiêu Phàm có thể hàng phục kim đao, lại càng không cần phải nói hắn để kim đao nói chuyện. Kim sắc đao cương khí lãng nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đám người hoàn toàn không nhìn thấy đao sóng bên trong xảy ra chuyện gì, dù cho Lạc Nam Thiên cũng thấy không rõ mảy may. Lạc Nam Thiên mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng con ngươi lại là dị thường sắc bén, nhìn chằm chặp đao sóng. Ra ra, theo ta thấy,
cái này phát ngôn bừa bãi ra hỏa, đoán chừng đã chết ở đao sóng phía dưới. Lạc Vô Thương cười cười nói. Lúc trước hắn thử qua khống chế kim đao, nhưng cuối cùng thất bại 10 điểm triệt để. Lạc Vô Thương liền nhận định, đao này trừ bỏ bán bộ thánh tôn cảnh, không người có thể khống chế. Thậm chí dù cho bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể khống chế nó. Tiêu Phàm một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, muốn hàng phục kim đao, nhất định chính là người si nói mộng, cơ hồ là không thể nào. Đám người cũng không có ai xem trọng Tiêu Phàm, bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi đao kia cương khí sóng bình tĩnh trở lại. Thời gian chậm rãi xói mòn, trôi qua rất nhanh, thời gian uống cạn nửa chén trà. Hô hô, lúc này, hư không vô số kim sắc đao cương khí lãng đột nhiên chậm rãi thối lui, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Thời gian uống cạn nửa chén trà, đoán chừng đã tới cặn bã đều không thừa phía dưới rồi a hát. Lạc Vô Thương khẽ cười một tiếng. Nhưng mà vừa dứt lời, Lạc Vô Thương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, con người bỗng nhiên run một cái. Hắn không chết, đám người cũng có người kinh hãi lên tiếng. Ở tại bọn hắn trước mắt, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Thời khắc này Tiêu Phàm nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng, hắn khí định thần nhàn đứng ở cái kia, ánh mắt rơi vào trụ đá bên trên kim đao. Kim đao lơ lửng tại hư không, toàn thân kim quang nở rộ, giống như rậm rạp chẳng chịt kim sắc đao khí. Ngay sau đó, tất cả kim sắc đao cương toàn bộ nội liếm, kim đao lập tức vững vàng rơi vào cột đá phía trên. Tiểu tử, người không phải ai nhường hắn mở miệng nói chuyện sao, cho người thời gian dài như vậy, người cũng đừng nói cho ta biết, người nghĩ sai rồi. Lạc Vô Thương đánh vỡ bình cảnh, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Kim đao này cùng lúc trước căn bản không có cái gì khác nhau à, đừng nói để nó mở miệng nói chuyện, chính là khống chế nó đoán chừng đều làm không được. Trận này đánh cược, Tiêu Phàm đã thua. Diêm La, lần này nhìn ngươi chết hay không? Đây chính là trong mắt không người kết quả. Trong đám người Minh Vô Tình cũng không nhịn được mở miệng kêu gào nói. Hắn giết không chết Tiêu Phàm, có thể cũng không đại biểu Thiên Kỳ Các cũng không giết chết Tiêu Phàm a. Hiện tại liền Thiên Kỳ các chủ đều tới, hơn nữa làm cho này trận đánh cược công chứng viên, việc quan hệ Thiên Kỳ Các vinh dự, Lạc Nam Thiên lại làm sao có thể bỏ qua Tiêu Phàm đây? Ta tự nhiên không tính sai, đao này chính là ta. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, vẻ mặt tự tin nhìn xem Lạc Vô Thương nói. Nói là đang cùng Lạc Vô Thương nói chuyện, trên thực tế là đang cùng Lạc Nam Thiên nói mà thôi, giống Lạc Vô Thương cùng Minh Vô Tình dạng này mặt hàng. Tiêu Phàm căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Ngươi nói nhiều như vậy, ngược lại để đao này mở miệng nói chuyện a. Lạc Vô Thương khinh thường nói. Kim Cốt, hắn nhường ngươi nói chuyện đây, thỏa mãn một lần hắn a. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem kim đao nói. Phốc phốc, đám người thấy thế, không ít người nhìn không được cười lên. Tuy nói bảo đao có linh, nhưng chỉ là có linh mà thôi, có thể cùng chủ tâm thần của người ta giao lưu. Có thể để nó mở miệng nói chuyện, đừng nói thánh đế cảnh, chính là thánh tôn cảnh cũng chưa chắc có thể để cho làm đến. Lạc Vô Thương cũng là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, đã làm xong giết chết Tiêu Phàm chuẩn bị. Là, chủ nhân, cũng liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, kim đao đột nhiên chảy ra mà ra, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người, hướng về phía Tiêu Phàm cung kính cúi đầu. Một màn này, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Thực nói chuyện, nếu như một người nghe được, có lẽ là nghe lầm, nhưng nơi này nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn thấy, tổng sẽ không đều nghe sai rồi a hát. Hơn nữa, kim đao lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người, một màn này đám người cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có khả năng, đây là giả. Lạc Vô Thương kêu to lên, không dám tiếp nhận sự thật này, hắn nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó, khống chế kim đao. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững. Tựa như đã sớm biết Lạc Vô Thương sẽ không chịu thua đồng dạng, nhàn nhạt nhìn xem kim đao nói, kim cốt, nói cho nó biết ha. Là, chủ nhân, kim cốt đế hết sức phối hợp Tiêu Phàm biểu diễn, thân đao nhất chuyển, nói, Lạc Vô Thương, ngươi là bị Cơ Tuần Thiên lừa gạt, hắn căn bản là không phải ta chủ nhân, là hắn đem ta từ chủ nhân cái kia trộm đi, hơn nữa phong ấn ta. Cơ Tuần Thiên, đáng chết, Lạc Vô Thương bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trong đám người tìm kiếm Cơ Tuần Thiên thân ảnh.
nhưng Cơ Tuần Thiên lại sớm đã không thấy tung tích, hắn ở Tiêu Phàm sống sót xuất hiện một sát na kia, liền đã vụng trộm rời đi. Lạc Vô Thương, người thua. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Lạc Vô Thương cảm xúc, xòe bàn tay ra, Kim Cốt Đế lập tức rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quay người nhàn nhạt nhìn xem Lạc Nam Thiên nói, nghĩ đến là các chủ cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn a. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đây chính là gấp 10 bồi thường thêm a, không nói trước thù lao, chỉ là cái này bồi thường, cũng không phải là bình thường kinh khủng. Đám người nghe vậy, khóe miệng một trận cuồng rút, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lạc Nam Thiên trên người. Lạc Nam Thiên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì dị dạng. Hắn thân làm Thiên Kỳ các chủ, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói, lại làm sao có thể không thực hiện đây? Tiểu Hữu, đao này theo giá trị 50 ức nguyên thạch tính toán, làm sao? Lạc Nam Thiên trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Có thể, Tiêu Phàm không nghĩ tới Lạc Nam Thiên vậy mà muốn thực hiện lời hứa của mình, phải biết, coi như Kim Cốt Đế biến thành vô tận chi nhận giá trị 50 ức nguyên thạch, gấp 10 bồi thường, đó cũng là 500 ức nguyên thạch a. Thiên Kỳ các tự nhiên có 500 ức nguyên thạch. Nhưng để cho bọn họ như vậy vô duyên vô cớ giao ra, chắc chắn sẽ không cam tâm. Đổi lại Tiêu Phàm bản thân, cũng sẽ không bỏ được lấy ra. Dù sao, 500 ức nguyên thạch ở cửu địa ngục thế nhưng là một bút thiên văn sổ tự, hắn giá trị, cũng không yếu hơn thái cổ thần giới 500 ức trung phẩm nguyên tinh. Việc này chính là Thiên Kỳ các sai lầm, Thiên Kỳ các gấp 10 trả lại, ổn thỏa 500 ức nguyên thạch dâng lên, mặt khác, trộm cắp bảo đao người. Cũng chắc chắn đền tội. Lạc Nam Thiên nhìn về phía đám người chung quanh, nói năng có khí phách nói. Thiên Kỳ các không hổ tín dự trí thượng, là các chủ càng là lời hứa ngàn vàng. Đúng vậy a, 500 ức nguyên thạch, vậy mà nói cầm thì cầm, không hổ là Thiên Kỳ các a. Về sau Thiên Kỳ các tín dự, tất nhiên lại lên một tầng nữa. Đám người cũng nhao nhao phụ họa, bọn họ cũng không phải là đập Lạc Nam Thiên mông ngựa, mà là thực cho rằng như thế. Rất nhiều người càng là hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là 500 ức nguyên thạch a, khoản tài phú này, dù cho đại bộ phận bán bộ thánh tôn cảnh đều không lấy ra được. Bọn họ thậm chí có loại ý nghĩ, vì sao bản thân liền không có vận tốt như vậy đây? Ra ra, Lạc Vô Thương vẻ mặt không cam lòng. Vô Thương, ngươi không phải danh xưng Lạc Tài Thần sao? Vậy ngươi hẳn phải biết, ta Thiên Kỳ các, tín dự đệ nhất. Không đợi Lạc Vô Thương nói xong. Lạc Nam Thiên liền ngắt lời hắn, vẻ mặt trịnh trọng nói. Là, ra ra, Vô Thương thụ giáo. Lạc Vô Thương cung kính thi lễ. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều âm thầm gật đầu, trong lòng đối Lạc Nam Thiên càng ngày càng kính phục lên. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh, cái kia nguyên thạch bây giờ còn chưa đến trong tay hắn, Lạc Nam Thiên là có hay không sẽ bồi thường hắn còn chưa nhất định đây. Bất quá! Giờ phút này Tiêu Phàm đối Lạc Nam Thiên cũng không nhịn được lau mắt mà nhìn, khó trách người này có thể trở thành Thiên Kỳ các chủ, xác thực lấy lý phục người. Chư vị, kể từ hôm nay, Thiên Kỳ các lập một quy củ, giả một phạt 10. Lạc Nam Thiên lại vang vang hữu lực bổ sung một câu. Đám người lập tức một trận lớn tiếng khen hay, nhao nhao đập lên Lạc Nam Thiên mông ngựa. Đại nhân, chúc mừng! Đầu trâu mặt ngựa cùng Kim Long Quỷ Vương bọn họ từ trong thâm tâm chúc mừng. Bọn họ không chỉ chúc mừng Tiêu Phàm trùng hoạch bảo đao, càng là chúc mừng Tiêu Phàm thu hoạch được 500 ức nguyên thạch bồi thường, hôm nay Thiên Kỳ các một chuyến, thật đúng là kiếm lời phát. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay, hắn luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, Lạc Nam Thiên còn chưa cho hắn 500 ức nguyên thạch, liền đã cho Thiên Kỳ các hung hăng đánh một đợt quảng cáo. Tiểu Hữu, lúc này Lạc Nam Thiên đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mời cùng lão hủ đến, lão hủ liền đem 500 ức nguyên thạch cho ngươi. Thống khoái như vậy, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, đi theo Lạc Nam Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng mà, làm như hy cùng băng thiền cung chủ các nàng cùng đi theo tới thời khắc, lại bị Lạc Vô Thương ngăn lại. Thiên Kỳ các trọng địa, người không có phận sự miễn vào. Lạc Vô Thương trầm giọng nói, ngươi... Như Hy cọ sát lấy Tiểu Hổ Nha, vẻ mặt khó chịu. Chờ chờ, không đợi Như Hy tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, hắn đi từng bước một hướng Như Hy,
vỗ vỗ bả vai của nàng nói, nghe vi sư mà nói, các ngươi rời đi trước, quay đầu ta đi tìm các ngươi. Ta, sư tôn, vạn nhất bọn họ không có hảo ý đây. Như Hy vẫn như cũ có chút không nguyện ý, lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Vô Thương nghe nói như thế, giận tím mặt, khinh thường nói, ta thiên kỳ các nếu như đối với các ngươi không có hảo ý, tất yếu như thế uyển chuyển sao? Bốn phía tu sĩ nghe vậy, cũng tất cả đều gật đầu, công nhận Lạc Vô Thương lời nói. Thiên kỳ các có thể nói là cửu u địa ngục nhất thế lực thần bí, nội tình làm sao, không có người biết. Nhưng là, nếu như thiên kỳ các muốn ứng phó Tiêu Phàm bọn họ những người này, căn bản không cần như thế đại phí khổ tâm, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không, nhiều người như vậy đều nhìn ta đi theo đám bọn hắn đi vào. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, cố ý đem thanh âm tăng lên không ít, để ở đây không ít tu sĩ đều nghe đến. Ngay sau đó Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương, vỗ vỗ bả vai của hai người nói, Kim Long, Hắc Hổ, các ngươi bảo vệ tốt bọn họ, đi về trước đi. Là, đại nhân, Kim Long cùng Hắc Hổ Quỷ Vương gật gật đầu, trong lòng hai người lại hết sức buồn bực, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít đập hắn môn bả vai a, đây là ý gì đây? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đã đi theo Lạc Nam Thiên rời đi tầm mắt của mọi người, tiến về thiên kỳ các đệ tam lâu. Tiêu Phàm đi theo Lạc Nam Thiên sau lưng, đi ở một cái thông đạo bên trong, trước sau duy trì khoảng cách nhất định, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể kịp phản ứng. Đi lại chốc lát, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, cái thông đạo này nhìn qua không dài, đi như thế nào thời gian dài như vậy đây? Lấy bọn hắn tốc độ, đừng nói đến thiên kỳ các lầu ba, chính là đem thiên kỳ các đi dạo một vòng cũng không xê xích gì nhiều. Lạc các chủ, Tiêu Phàm ngừng bước chân, trầm giọng nhìn về phía trước Lạc Nam Thiên nói, người xác định là muốn dẫn ta đi thiên kỳ các lầu ba. Còn kém một chút xíu, Lạc Nam Thiên cũng không quay đầu lại nói. Hồng hộc, nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có đi theo Lạc Nam Thiên tiếp tục đi lên phía trước, mà là cầm trong tay Tu La kiếm một kiếm chém giết mà ra, một đạo kiếm hồng bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua Lạc Nam Thiên giữa lưng. Ngay sau đó, Lạc Nam Thiên bị kiếm hồng xé mở, hóa thành một làn khói mù biến mất. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày, hắn biết rõ, mới vừa rồi bị hắn chém giết căn bản không phải Lạc Nam Thiên, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính Lạc Nam Thiên không thấy, ta liền biết, các ngươi sẽ không sảng khoái như vậy bồi thường 500 ức nguyên thạch. Tiêu Phàm cười lạnh thành tiếng, hắn lấy tay vung lên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tiêu Phàm không chút do dự một bước hướng về quang môn mạch đi, động tác còn như nước chảy mây trôi. Ngươi rời đi sao? Nhưng mà, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên, Tiêu Phàm mắt thấy là phải bước vào quang môn một sát na kia. Quang môn lại là quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân không gian đại biến, cái kia kéo dài thông đạo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là âm u khắp trốn ẩm ướt không gian. Trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi dữa thúi, tựa như thứ gì thối nát đồng dạng, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Tiêu Phàm vẻ mặt phòng bị hướng về bốn phía, khi hắn nhìn thấy cảnh sắc chung quanh thời khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều khẽ run một lần. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, nước chua kém chút phun tới, nơi này là. Tiêu Phàm thấp giọng hô lên tiếng, vội vàng ngăn cách bản thân lục thức. Tiêu Phàm chung quanh, khắp nơi đều là thối giữa thi thể, xếp thành từng tòa tiểu sơn. Có triệt để hư thối, chỉ còn lại có mục nát xương khô. Có như trước đang chảy ra huyết thủy, rõ ràng là vừa mới chết không lâu. Còn có huyết nhục bốc lên, dạ dày rơi đầy đất, nhìn qua cực kỳ huyết tinh. Để cho người ta lạnh từ đầu đến lòng bàn chân. Nơi này, nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la địa ngục. Dù cho lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được chấn động vô cùng. Nơi này thi thể, đâu chỉ ngàn vạn, đoán chừng chỉ ít cũng có mấy chục vạn. Chủ yếu nhất là, đó cũng không phải huyễn cảnh, mà là chân thực tồn tại, đây đều là chân chính thi thể. Tiểu tử, dám đánh ta thiên kỳ các chủ ý, nơi này có vô số thi cốt. Người tuyển một bộ A. Hư không bên trong một đạo thanh âm mờ mịt hư vô quanh quẩn. Tiêu Phàm có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm này, chính là Lạc Nam Thiên không thể nghi ngờ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đem một màn trước mắt,
cùng cái kia nhìn bề ngoài đi lên 10 điểm hiền hòa Lạc Nam Thiên liên tưởng đến nhau. Lạc Nam Thiên tấm kia 10 điểm từ thiện khuôn mặt, quá có lửa gạt tính. Tiêu Phàm một dạng không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bản thân một lần này bị Lạc Nam Thiên cho lửa gạt đến. Nơi này là U Minh địa ngục, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, thân xác ngược lại bình tĩnh xuống tới, hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đối với ngươi mà nói, nơi này chính là ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy U Minh địa ngục. Lạc Nam Thiên thanh âm tiếp tục vang lên, không biết từ chỗ nào một cái góc truyền đến. Tiêu Phàm thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, muốn bắt Lạc Nam Thiên thân ảnh, nhưng chỉ là phí công. Ngươi hẳn phải biết ta nói tới U Minh địa ngục là cái gì. Tiêu Phàm nhìn chăm chú chung quanh, trầm giọng nói, các ngươi vì sao sẽ có cửu U địa ngục lối vào. Lời này vừa nói ra, không gian bên trong một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói, tiểu tử, ngươi là ai? Một cái ngươi không đắc tội nổi người. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, ba đại tổ chức sát thủ U Minh địa ngục, hàng ổ vậy mà tại trong truyền thuyết cửu U địa ngục. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm cách đó không xa hiện ra một bóng người, chính là biến mất Lạc Nam Thiên. Thời khắc này Lạc Nam Thiên sắc mặt hết sức âm trầm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có vẻ ngưng trọng, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm cũng không để ý tới Lạc Nam Thiên, đáp phi sở vấn nói, có người từng gặp ba đại tổ chức sát thủ một trong U Minh địa ngục tử thần, rất nhiều cũng là linh hồn chi thể. Bọn họ lại là không biết, những linh hồn này chi thể đều là tới từ cửu U địa ngục, bị xóa sạch ý thức, giống như cái xác biết đi linh hồn. Không đúng, Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn đối diện Lạc Nam Thiên, tiếp tục nói, phải nói, tử thần chính là cái xác không hồn, bởi vì hắn linh hồn, đều sẽ bám thân nơi này thi thể, ta nói đúng không? Lạc Nam Thiên mí mắt một trận cuồng loạn, sắc mặt cũng càng khó coi, trong lòng của hắn đã có chút hối hận đem Tiêu Phàm đưa tới đây. Xem ra ta đều đã đoán đúng, Tiêu Phàm dường như nói một mình, tự lo không xong nói, khó trách U Minh địa ngục tử thần không gần như chỉ ở nhân tộc địa vực, mà là trải rộng thái cổ thần giới vô số địa vực, bởi vì, tử thần linh hồn không có cố định hình thể, mà là đến từ vô số chủng tộc. Đủ, Lạc Nam Thiên lại không phía trước bình tĩnh, cả người đều trở nên điên cuồng lên. Những chuyện này, cho tới nay cũng là U Minh địa vực bí mật lớn nhất, bây giờ bị người nói toạc, cái này khiến Lạc Nam Thiên làm sao không giận. Ngươi một cái bán bộ thánh tôn cảnh, hẳn là còn chưa xứng trưởng quản U Minh địa ngục a. Tiêu Phàm tựa như không thấy được Lạc Nam Thiên phẫn nộ đồng dạng, vẫn như cũ khí định thần nhàn hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết, biết rõ càng nhiều người, chết càng nhanh sao? Lạc Nam Thiên nhe răng trợn mắt đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, nơi nào còn có trước đó nửa điểm hiền hòa bộ dáng. Ta không biết rõ, Tiêu Phàm rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong lực lượng linh hồn, nhưng có thể điều khiển thời không nguyên tuyển hắn, chiến lực tuyệt đối không kém gì đại bộ phận bán bộ thánh tôn cảnh. Huống chi, hắn còn có thể điều khiển đá màu trắng lực lượng. Đối mặt Lạc Nam Thiên một người, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Chờ ngươi thời điểm chết sẽ biết, Lạc Nam Thiên lạnh giọng nói, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm lao đến, nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, mà là lãnh đạm nhìn xem mảnh này thi sơn cốt hải, trầm giọng nói, nơi này, căn bản liền không nên tồn tại ở trên thế gian. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn bỗng chán phóng cuồn cuộn vô tận chi hỏa, ngọn lửa màu vàng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét sạch mà ra, sao? Dưới chân hắn vô số ăn mòn trong nháy mắt tan thành mây khói, mà lại còn đang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, vô số thi thể bị vô tận chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Bây giờ vô tận về sau đã đạt đến thánh hỏa đỉnh phong, vật tầm thường, lại làm sao có thể chống đối nó đốt cháy đây? Vẻn vẹn hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm phương viên vài dặm bên trong thi thể, toàn bộ đều tan thành mây khói. Dừng tay, Lạc Nam Thiên tức giận, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ cùng hung mãnh. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, tu la đại thế giới. Một cái huyết sắc tuyền qua đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, uy thế mạnh, không thể tưởng tượng. Đầy trời linh hồn phong bạo đánh tan Lạc Nam Thiên công kích, sắc bén vòng xoáy lợi nhận càng là một đợt mạnh hơn một đợt chém về phía Lạc Nam Thiên. Có nguyên tuyền, Tiêu Phàm nguyên lực cùng linh hồn chi lực thời khắc đều có thể được bổ sung,
mặc dù nguyên lực ở trong này không thể dùng, nhưng linh hồn chi lực có thể dùng a. Trảm hồn, ngũ ma đao. Trảm hồn, sáu ma đao. Tiêu Phàm từng tiếng hét lớn, đủ loại cổ pháp đại chiêu, tựa như không cần tiền một dạng thi triển mà ra, hắn không lo lắng chút nào bản thân sẽ kiệt lực mà chết. Đủ loại cổ pháp ở hắn thi triển phía dưới, uy lực cơ hồ hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Lạc Nam Thiên bị Tiêu Phàm chấn động đến liên tục bại lui, thân thể không ngừng lùi lại, trên người nhiều chỗ bị thương. Lạc Nam Thiên trong mắt tràn đầy không thể tin, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mà thôi, vậy mà bộc phát ra đáng sợ như vậy lực bộc phát, cái này cũng quá kinh khủng. Cái này thật chỉ là một cái thánh đế cảnh đỉnh phong sao? Giết hắn cho ta, giết hắn! Lạc Nam Thiên điên cuồng giống giận. Ô ô hư không một trận 10 điểm thê lương ô minh thanh vang lên, nhấc lên một trận hư vô phong bạo, vô số bóng đen trống rỗng xuất hiện ở không gian, dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Nhiều như vậy linh hồn chi thể, hơn nữa còn cũng là hung linh, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Hung linh, đây chính là đã mất đi bản thân ý thức tà ác linh hồn a, hắn chỉ còn lại có giết hại bản năng, hung lệ hết sức. Nếu như chỉ là mấy cái hung linh, Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi, có thể trước mắt hắn hung linh, khi nào ngàn vạn. Hàng vạn mà tính hung linh đánh tới, cho dù là Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng rối tung lên. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia vô số hung linh đã đánh tới. Tu La Đại Thế Giới. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất cổ pháp 3000 thế giới đệ ngũ trọng, liên miên hung linh bị chém giết, chung quanh trống đi một mảnh rất lớn trống không không gian. Hống hống nhưng mà, vẻn vẹn trong hô hấp, phiến kia trống không không gian, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận hung linh bổ sung, một lần này phiền toái. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, toàn thân run lên. Tu La Đại Thế Giới. Tiêu Phàm một lần lại một lần thi triển Tu La Đại Thế Giới, chém giết bốn phía hung linh, nhưng những này hung linh dường như vô cùng vô tận, căn bản chảm không hết, diệt không dứt. Có tử sắc thời không nguyên tuyển ở. Tiêu Phàm linh hồn chi lực dĩ nhiên có thể được đền bù tổn thất, nhưng căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Trừ phi, hắn thôn phệ mặt khác linh hồn năng lượng để đền bù tiêu hao linh hồn chi lực. Nhưng là cái này lại có một cái vấn đề, nơi này, hắn chỉ có thể thôn phệ những hung linh kia linh hồn năng lượng đến khôi phục. Nhưng hung linh hồn năng lượng bên trong, tràn ngập vô số mặt trái cảm xúc, cùng lung tung ký ức. Nếu là bình thường linh hồn tâm tình tiêu cực cùng ký ức, Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm, hắn tu luyện dù sao cũng là tu la truyền thừa. Năm đó hắn còn từng mượn nhờ mặt khác tâm tình tiêu cực cùng ký ức tới tu luyện, cho nên căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng trước mắt những cái này hung linh, cũng là thánh đế cảnh a, bọn họ tâm tình tiêu cực, khổng lồ ký ức tin tức, như thế nào những cái kia phổ thông linh hồn có thể so sánh. Chủ yếu nhất là, những cái này hung linh số lượng, thực sự nhiều lắm. Coi như hắn có thể đủ luyện hóa 1 vạn cái, 10 vạn cái, có thể mặt khác đây. Trừ phi có thể triệu hồi ra huyết sắc tu la nguyên tuyền, bằng không mà nói. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên, hắn run lên bần bật, nói có lẽ không cần tu la nguyên tuyền, tu la ma ảnh liền có thể làm được a. Nghĩ đến tu la ma ảnh, Tiêu Phàm đột nhiên không tự chủ được bật cười. Triệu hoán huyết sắc tu la nguyên tuyền. Trợ giúp bản thân luyện hóa những cái này hung linh dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng triệu hoán tu la ma ảnh, không, chuẩn xác mà nói là biến ảo tu la ma ảnh, hắn xác thực tùy thời đều có thể làm đến a. Ta vậy mà quên tu la ma ảnh lực lượng, Tiêu Phàm âm thầm cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn nếu như ma hóa, linh hồn chi lực thế nhưng là sẽ còn tăng vọt a, thậm chí linh hồn chi lực tăng vọt. Sẽ để cho thân thể uy năng cũng tăng vọt một cái cấp độ. Chỉ là, ma hóa sẽ để cho hắn linh hồn chi lực tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng. Nhưng mà, Tiêu Phàm đã không cố được nhiều như vậy. Ma hóa, Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm một tiếng, sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu nhanh chóng biến hóa, toàn thân sôi trào hắc khí cuồn cuộn sương mù, nhắc nhở cũng nhanh chóng biến lớn, biến thành một đầu trăm trượng tu la. Đen nhánh tu la ma ảnh tản ra hết sức cuồng bạo khí tức, bốn phía hung linh cảm nhận được cỗ này hung tính, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Tu la, vốn là tập tà ác, hung lệ, tàn bạo chờ một chút đủ loại tâm tình tiêu cực làm một thể.
Những cái này hung linh lại làm sao hung lệ, lại thế nào có thể so sánh tu la đây? Chỉ thấy trăm trượng tu la há miệng hút vào, lấy ngàn mà tính tu la bị hắn nuốt vào trong bụng, hư không truyền ra từng đợt ô minh thanh. Nhưng Tiêu Phàm lại không để ý đến nhiều như vậy, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết những cái này hung linh, ai biết ma hóa có thể trèo chống bao lâu đây. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, những cái kia bị nuốt vào hung linh, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng, bổ sung hắn tiêu hao. Không, chuẩn xác mà nói, hắn tiêu hao linh hồn chi lực tốc độ, xa xa không có hắn bổ sung linh hồn năng lượng tới cũng nhanh. Kể từ đó, Tiêu Phàm thể nội linh hồn chi lực càng ngày càng cường đại. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm linh hồn chi lực thì đến được một cái trạng thái bão hòa, ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác. Đột phá, nếu như lần nữa đột phá, hắn linh hồn chi thể coi như đột phá bán bộ thánh tôn cảnh A. Đến lúc đó, bản thân căn bản không cần thiết tham gia linh hội. Dù sao, đột phá thánh tôn cảnh cùng đột phá bán bộ thánh tôn cảnh hoàn toàn khác biệt. Dù cho tiến về thiên nguyên linh phong, hắn cũng không khả năng đột phá chân chính thánh tôn cảnh. Kinh hỉ sau, Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh trở lại, tất nhiên những cái này hung linh có thể giúp bản thân đột phá, vậy dĩ nhiên không có buông tha bọn nó đạo lý. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nuốt giết hung linh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất định chính là một mảnh đồ sát. Ngoại giới, Lạc Nam Thiên đứng ở một góc hẻo lánh bên trong, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, biết rõ ta U Minh địa ngục bí mật, vậy thì như thế nào? Nơi này chính là tề tụ ta U Minh địa ngục 1/3 tử thần linh hồn, đừng nói một cái thánh đế cảnh đỉnh phong, chính là thánh tôn cảnh, cũng đều phải điên mất, trở thành trong bọn họ một thành viên không thể. Lạc Nam Thiên phảng phất đã thấy Tiêu Phàm bị này một đám hung linh thôn phệ, cái gì đều không lưu lại tràng cảnh. Việc này cũng đúng lúc để người đời minh bạch. Không phải ai đều có thể quét ta Thiên Kỳ các mặt mũi. Lạc Nam Thiên lại bổ sung một câu. Nhưng hắn bồi thường 500 ức nguyên thạch cho Tiêu Phàm, tự nhiên là không thể nào. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ tới bồi thường, chỉ là vì giữ gìn Thiên Kỳ các danh dự, hắn không thể không đứng ra. Lạc Nam Thiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thật sự có thể để đao mở miệng, kết quả là hung hăng đánh Thiên Kỳ các mặt, khi đó, Lạc Nam Thiên liền đã động sát tâm. Hắn cố ý đem Tiêu Phàm gạt tới nơi này, chính là muốn giết chết Tiêu Phàm. Chỉ là rất nhanh, Lạc Nam Thiên liền không cười được, hắn chỉ cảm thấy xa xa hung linh càng ngày càng ít, còn có một tôn to lớn ma ảnh, chính đang điên cuồng thôn phệ hung linh. Thôn phệ hung linh, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Lạc Nam Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thủ đoạn này cũng quá kinh khủng. Tu la ma ảnh, Lạc Nam Thiên tựa như bỗng nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn dĩ nhiên là tu la tộc người, lần này phiền toái. Tu la tộc, cái này đã nhanh muốn bị rất nhiều người quên mất chủng tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lạc Nam Thiên nghĩ không hiểu, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm sau lưng cái kia to lớn tu la ma ảnh, đúng lúc là những cái này hung linh khắc tinh. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Lạc Nam Thiên trên mặt lại hiện lên một vòng ngoan tuyệt, âm thầm trầm ngâm nói, chỉ cần giết hắn. Tu la tộc người lại không biết, cũng cha không được trên đầu ta. Nghĩ vậy, Lạc Nam Thiên sát tâm càng tăng lên, hắn nhất định phải đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Mà Tiêu Phàm, giờ phút này lại không rảnh bận tâm mặt khác, hắn một lòng một ý đắm chìm trong thôn phệ hung linh bên trong, hắn linh hồn lực lượng không ngừng kéo lên, đã ẩn ẩn đạt đến linh giới điểm. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân gặp nguy, tu la ma ảnh vậy mà lại hiển uy. Hơn nữa còn ẩn ẩn có loại trợ giúp hắn đột phá cảm giác. Một chút xíu, còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe, mắt thấy khoảng cách bán bộ thánh tôn cảnh càng ngày càng gần, tim của hắn đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hiện tại của hắn linh hồn lực lượng liền không kém gì bán bộ thánh tôn cảnh, một khi đột phá đến chân chính bán bộ thánh tôn cảnh, lại thi triển tu la ma ảnh lực lượng, hắn thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt đến một cái kinh khủng cấp độ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con người bên trong liền tràn đầy chờ mong. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, cuồn cuộn huyết sắc phụ khí từ trên người hắn nở rộ, vô cùng vô tận huyết sát chi khí mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ này lực lượng, bắt đầu là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó rất nhanh liền trở nên kinh ngạc. Trong cơ thể hắn, tử sắc thời không vòng xoáy một bên,
vậy mà lại tăng thêm một cái huyết sắc tuyển qua. Huyết sắc tuyển qua nhìn đến một cái, da đầu đều hơi tê tê, so với lúc trước, huyết sắc tuyển qua lộ ra càng ngày càng bá đạo. Tu La Nguyên Tuyền, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một tiếng, trực tiếp ngây tại chỗ. Huyết sắc Tu La Nguyên Tuyền, nhưng là ở trong thân thể của hắn a, làm sao đột nhiên chạy đến linh hồn chi thể bên trong đến đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, có thể đây cũng là không sửa đổi được sự thật, nó thực đã xảy ra. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm giác bản thân tràn đầy nổ tính lực lượng, linh hồn chi thể muốn trong nháy mắt tăng cường gấp bội. Dù cho đối mặt bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn chi thể, hắn cũng có thể một quyền oanh bạo. Nguyên tuyền nguyên lai cũng có thể xuất hiện ở linh hồn chi thể bên trong, cái kia màu xám cho hỗn độn nguyên tuyền, phải chăng cũng có thể xuất hiện đây? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, việc cấp bách là muốn xử lý sạch những cái này hung linh. Bây giờ Tu La Nguyên Tuyền xuất hiện, Tiêu Phàm lực lượng cũng càng ngày càng 10 phần lên. Tu La lực lượng, không phải liền là phải chiếm đoạt tàn nhẫn, hung sát chờ mặt trái đồ vật mới có thể tu luyện sao? Tu La bản nguyên lực lượng, càng là như vậy. Những cái này hung linh, hiển nhiên chính là tăng lên hắn loại này lực lượng chất dinh dưỡng, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn lại cũng không lo lắng những cái này hung linh số lượng nhiều, ngược lại lo lắng bọn họ thiếu, không đủ để bản thân đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Có Tu La Nguyên Tuyền, Tiêu Phàm rảo sát hung linh tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian bên trong hung linh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trốn ở trong tối Lạc Nam Thiên nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra lo lắng. Những cái này hung linh, thế nhưng là U Minh địa ngục vô số năm qua nội tình a, bình thường bọn họ liền là dạng này ma diệt mặt khác linh hồn chi thể ý thức. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ trái lại ma diệt những cái này hung linh đây. Những cái này hung linh đâu chỉ ngàn vạn, hắn nhất định sẽ chết. Lạc Nam Thiên âm thầm tự an ủi mình, trong lòng của hắn cũng hoảng cực kỳ. Vạn nhất những cái này hung linh đều bị Tiêu Phàm tiêu diệt, đối với U Minh địa ngục mà nói, thế nhưng là tổn thất vô cùng lớn, đến lúc đó hắn Lạc Nam Thiên muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lạc Nam Thiên nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm có năng lực như vậy, trong lòng hối hận hết sức, đáng tiếc, hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không được, nhất định phải đem việc này cáo chi địa ngục chi chủ. Lạc Nam Thiên thở sâu, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà Tiêu Phàm, lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Tu La ma ảnh thôn phệ hung linh tốc độ càng lúc càng nhanh, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, không gian bên trong hung linh liền thiếu mất một nửa. Tiêu Phàm linh hồn chi thể, khoảng cách bán bộ thánh tôn cảnh cũng càng ngày càng gần. Nếu là những người khác linh hồn chi thể, có lẽ cũng sớm đã đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, có thể Tiêu Phàm linh hồn chi thể, yêu cầu linh hồn năng lượng lại là hết sức dồi dào. Dựa theo chính hắn đoán chừng, nếu như đem nơi này tất cả hung linh tất cả đều thôn phệ, hẳn là miễn cưỡng có thể đủ bước vào bán bộ thánh tôn cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian uống cạn nửa chén trà trôi qua rất nhanh, tất cả hung linh, tất cả đều bị Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng. Một sát na kia, Tiêu Phàm vội vàng triệt hồi Tu La ma ảnh. Oanh, cùng lúc đó, số lớn linh hồn năng lượng chút vào Tiêu Phàm thể nội, hắn linh hồn lực lượng bỗng tăng vọt, bước vào một tầng thứ mới. Bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm cảm thụ được sức mạnh của bản thân, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc. Loại này lực lượng, nhưng hắn có loại thiên địa đều đang trong khống chế cảm giác, hết sức bá đạo, cường thế. Nếu như Kim Long Quỷ Vương cùng Hắc Hổ Quỷ Vương xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một quyền liền có thể oanh bạo một cái. Thật sự là Tiêu Phàm linh hồn chi lực quá bền bỉ, tăng thêm hai cái nguyên tuyền, hắn hoàn toàn có thể đem linh hồn chi thể làm nhục thân đến sử dụng. Thật lâu, Tiêu Phàm khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thích ứng trạng thái bản thân, con người chuyển hướng không gian bốn phía. U Minh địa ngục, căn bản liền không nên tồn tại. Nhìn xem vô số thi thể, Tiêu Phàm sắc mặt hết sức âm trầm. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này. Nơi này người, vô luận bọn họ là chết như thế nào, đều không nên bị đối xử như thế, càng không nên bị U Minh địa ngục dùng làm khôi lỗi. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đối U Minh địa ngục tràn đầy hết sức chán ghét, tổ chức sát thủ này, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Lúc này,
cả vùng không gian bên trong thi thể đều bị vô tận chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, loại kia mùi giữa thúi cũng đều biến mất hết. Thiên kỳ các, có lẽ cũng không cần tồn tại. Tiêu Phàm con người phát lạnh, chuẩn bị rời đi nơi đây, hắn đã làm xong chuẩn bị, dù cho cùng U Minh địa ngục không chết không thôi, cũng phải diệt đi thiên kỳ các. Các hạ không khỏi cũng quá cuồng vọng, nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, không gian, đột ngột xuất hiện một đạo đen nhánh ma ảnh bốc lên, không có cụ thể hình dạng. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được hắn thập phần cường đại, vô cùng có khả năng đạt đến thánh tôn cảnh. Thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng không có quá mức e ngại, hắn hiện tại đã đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, hơn nữa linh hồn chi thể cường độ viễn siêu thường nhân, có lẽ có thể cùng phổ thông thánh tôn cảnh giao phong cũng không nhất định. Huống hồ, thực đến vạn bất đắc dĩ, vậy hắn cũng chỉ có thể ma hóa tu la ma ảnh đánh một trận. Ngươi là ai, Lạc Nam Thiên đây? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói, trong lòng của hắn đối Lạc Nam Thiên điểm này hảo cảm sớm đã không còn sót lại chút gì. Nói xong, Lạc Nam Thiên thân ảnh cũng xuất hiện ở cái kia ma ảnh bên người, chỉ là thần thái 10 điểm ti khiêm tốn, nói, địa ngục chi chủ, chính là hắn diệt ta U Minh địa ngục ngàn vạn vong linh. Địa ngục chi chủ, Tiêu Phàm cười lạnh, khinh thường nói, ta nhớ được cửu U địa ngục chi chủ hình như là cửu U ma chủ A, khi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ thánh tôn cảnh. Ngươi là ai, lần này đến phiên cái kia ma ảnh địa ngục chi chủ kinh ngạc. Cửu U ma chủ mấy chữ này, quá cổ lão, trong thiên hạ, biết rõ cái tên này người, đoán chừng đều không cao hơn hàng thứ nhất. Trước mắt cái này thánh đế cảnh tiểu tử, lại là làm thế nào biết? Chủ yếu nhất là, gia hỏa này rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh, nhưng khẩu khí lại lớn không được, liền thánh tôn cảnh đều bị hắn khinh bỉ, cái này khiến địa ngục chi chủ nội tâm có chút bàng hoàng. Ta là ai ngươi còn không xứng biết rõ? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Trong lòng lại là hơi kinh ngạc, nghe cái này địa ngục chi chủ ngữ khí, hình như là nhận biết cửu U ma chủ A. Cửu U ma chủ ngủ say đã hơn mấy triệu năm, thế gian có thể người biết hắn cũng không nhiều, vậy cái này địa ngục chi chủ lại là làm sao nhận biết cửu U ma chủ đây? Tiêu Phàm tập trung ý chí, âm thầm trầm ngâm nói, địa ngục chi chủ làm sao nhận biết cửu U ma chủ không trọng yếu, trọng yếu là, cửu U ma chủ có thể hù dọa hắn là được rồi. Có thể không cùng thánh tôn cảnh chiến đấu, đó là tốt nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như cửu U ma chủ biết rõ, có người dám giả mạo thân phận của hắn, ở hắn thế giới bên trong diễu võ dương oai, có thể hay không đánh chết hắn. Hừ, người không muốn hù ta, chủ nhân cho ta xem quản cửu U địa ngục, ta chính là địa ngục chi chủ. Cái kia ma ảnh tức giận quát. Chủ nhân, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Trước mắt ma ảnh chỉ là cửu U ma chủ nô bộc. Mà Lạc Nam Thiên lại là kinh ngạc hết sức, ai có thể nghĩ tới, hắn ngưỡng vọng tồn tại, cũng chỉ là người khác một nô bộc, cái kia chủ nhân, lại là cường đại dường nào. Hơn nữa, Tiêu Phàm gọi thẳng địa ngục chi chủ nhân danh tự, nơi này đầu cũng không phải bình thường khủng bố a. Nghĩ vậy, Lạc Nam Thiên toàn thân khẽ run, hiển nhiên là bị giật mình. Không lời có thể nói a. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, địa ngục chi chủ lập tức lại khôi phục tự tin, ở trên cao nhìn xuống nói, xem ở ngươi biết chủ nhân dưới mặt mũi, lúc trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi đi đi. Địa ngục chi chủ ở đâu là nghĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà là nội tâm có chút sợ hãi. Tiêu Phàm tất nhiên nhận biết cửu U ma chủ, cái kia hắn có hay không là cùng cửu U ma chủ một cái cấp độ người đâu. Lại không ra sao, vậy cũng có thể là cùng cửu U ma chủ người cùng một thời đại a. Vô luận cái đó một loại khả năng, đều không phải là hắn địa ngục chi chủ có thể đắc tội, dù cho Tiêu Phàm chỉ là thánh đế cảnh tu vi. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, hắn thấy thế nào không ra địa ngục chi chủ nội tâm lo lắng đây. Ngươi xác định cửu U ma chủ là ngươi chủ nhân, Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem địa ngục chi chủ nói. Chẳng biết tại sao, địa ngục chi chủ nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười kia, không khỏi sợ run cả người, ở sâu trong nội tâm càng là lo lắng hết sức. Tiêu Phàm hỏi như vậy, chỉ là muốn xác nhận một chút, cái này địa ngục chi chủ còn có nhận hay không cửu U ma chủ. Vạn nhất địa ngục chi chủ không nhận cửu U ma chủ, hoặc là hắn cho rằng cửu U ma chủ chết rồi, vậy mình hay là trước rời đi tốt. Đúng rồi, người tốt nhất đừng nói dối, đoạn thời gian trước ta còn gặp qua cửu U ma chủ.
Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Siêu siêu, địa ngục chi chủ nghe nói như thế, toàn thân không ngừng run rẩy, không biết là kích động, vẫn là sợ hãi. Thật lâu, địa ngục chi chủ lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói, Lạc Nam Thiên, người trước rời đi. Chậm đã, Lạc Nam Thiên vừa định ứng thanh rời đi, ai ngờ lại bị Tiêu Phàm gọi lại, cái này nhưng làm Lạc Nam Thiên dọa cho phát sợ. Tiền, tiền bối, Lạc Nam Thiên vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thấy thế nào không ra, Tiêu Phàm thế nhưng là liền địa ngục chi chủ đều muốn kiêng kỵ nhân vật A, bóp chết hắn chẳng phải là lật tay sự tình. Ngươi vừa rồi nhưng là muốn giết ta, nếu như ta nhường ngươi dễ dàng như vậy liền rời đi, chẳng phải là cho là ta rất dễ bắt nạt. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Lạc Nam Thiên. Mặt ngoài hắn lại cười, có thể sâu trong nội tâm hắn là thật động sát cơ. Một cái muốn giết hắn người, Tiêu Phàm lại làm sao biết buông tha hắn đây? Chủ yếu nhất là, trước đó hắn thấy cái kia vô số thi thể, đã ngàn vạn hung linh, tất cả những thứ này đoán chừng cũng là Lạc Nam Thiên tạo thành, Tiêu Phàm càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Tiền bối tha mạng, Lạc Nam Thiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ là linh hồn chi thể, một khi linh hồn chi thể diệt vong, nhưng chính là thần hồn câu diệt a. Tha mạng. Trước ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta mệnh? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, chỉ cần địa ngục chi chủ không xuất thủ, Tiêu Phàm liền đủ để ứng phó Lạc Nam Thiên. Chờ một chút, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, địa ngục chi chủ lại là gọi lại Tiêu Phàm, nói các hạ, Lạc Nam Thiên cũng là có thể thông cảm được, nể tình ta, tha cho hắn một mạng. Mặt mũi của ngươi, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, Lạc Nam Thiên thế nhưng là lấy mạng của hắn. Như thế nào một bộ mặt liền có thể buông tha hắn? Nếu là dạng này, ai cũng có thể tới giết bản thân, sau đó tìm một cái tu vi cường đại người phù hộ, sau đó để cho mình nể tình, vậy mình cái mạng này, không biết lúc nào liền sẽ ném. Địa ngục chi chủ thấy thế, biết rõ Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua Lạc Nam Thiên, bất quá hắn vẫn nói ra, nghĩ đến các hạ rất nhanh liền sẽ rời đi cửu U địa ngục, Lạc Nam Thiên dù sao cũng là U Minh địa ngục nguyên lão. Có lẽ có thể đến giúp các hạ cũng không nhất định. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm có chút chần chờ. U Minh địa ngục A, ba đại tổ chức sát thủ một trong, vừa rồi hắn đã từng gặp qua những hung linh kia đáng sợ, nếu như bọn họ có thể để bản thân sử dụng, cái kia vô tận thần phủ tất nhiên như hổ thêm cánh. Thế nhưng là, nghĩ đến cái kia vô số vong linh cùng thi thể lúc, Tiêu Phàm lại biểu tình kiên quyết, nói, những cái kia hung linh cùng thi thể, chẳng lẽ đều chết vô ích? Mặc dù nói, những cái này hung linh cùng thi thể, đều không nhất định là Lạc Nam Thiên tạo thành, mà là U Minh địa ngục tạo thành, có thể Tiêu Phàm vẫn không có tha thứ Lạc Nam Thiên lý do. Các hạ hiểu lầm, địa ngục chi chủ nghe vậy, lại là thở phào nhẹ nhõm nói, những thi thể này, cũng là U Minh địa ngục treo giải thưởng giết chết người, các hạ hẳn phải biết, tổ chức sát thủ là bằng vào gì tồn tại a? Tiêu Phàm nhíu mày, tổ chức sát thủ. Tự nhiên là dựa vào giết người thu hoạch được tiền thưởng mà tồn tại, liền tựa như đã từng huyết lâu, cũng là một sát thủ tổ chức. Mặc dù nói, tổ chức sát thủ giết chết người, không nhất định tất cả đều là người đáng chết, nhưng đại bộ phận cũng đều là trừng phạt đúng tội. Nếu như không phải có tội, người khác lại làm sao có thể hoa giá thật lớn tìm tổ chức sát thủ giết hắn đây? Nói tiếp, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Về phần những cái này hung linh. Bọn họ chết rồi, linh hồn mặc dù xuất hiện ở cửu U địa ngục, nhưng lại đã mất đi bản tâm, có thể nói là một chút tà linh, nhiệm vụ của ta, chính là đem những cái này tà linh thanh trừ cửu U địa ngục. Địa ngục chi chủ tiếp tục nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, cũng có một chút cùng thiên kỳ các là địch người, sẽ bị quăng ra nơi này, từ những cái này hung linh chấn nhiếp. Địa ngục chi chủ cũng không có thay mình cãi lại cái gì, mà là nói đúng sự thật nói. Tiêu Phàm nghe vậy, một trận trầm mặc, thiên kỳ các ứng phó địch nhân của mình là hợp tình hợp lý, bản thân một ngoại nhân, trách cứ không được. Nhưng mấu chốt là, ta cũng là thiên kỳ các địch nhân, ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội ta. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một bàn tay nộ oanh mà ra, bay thẳng Lạc Nam Thiên đi. Lạc Nam Thiên thấy thế, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, bất quá hắn lại nghiến răng nghiến lợi quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Liền địa ngục chi chủ đều muốn kiêng kỵ nhân vật muốn giết hắn, ở đâu là hắn có thể đủ ngăn cản. Hắn chỉ có thể nói với chính mình, cho dù là chết, mình cũng phải chết có cốt khí một điểm.
Một tiếng nổ vang, Lạc Nam Thiên bị Tiêu Phàm một chưởng đánh bay ra ngoài, linh hồn chi thể không ngừng run rẩy, tựa như tùy thời có thể tản ra một dạng. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, Lạc Nam Thiên nhìn thấy mình còn sống, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hết sức mừng rỡ, liên tục bái tạ. Lan, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nếu là lấy hắn trước kia tính tình, vô luận là ai, dù cho ngươi mọi loại lý do, hắn cũng sẽ không buông qua. Không thể không nói, Lạc Nam Thiên đã coi như là rất may mắn. Là, Lạc Nam Thiên lộn nhào biến mất ở bên trong vùng không gian này. Sau một hồi lâu, địa ngục chi chủ lúc này mới chủ động mở miệng, nói các hạ thực gặp qua chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, địa ngục chi chủ thanh âm đều có chút run rẩy. Ta còn lừa ngươi hay sao? Tiêu Phàm không thể giết chết Lạc Nam Thiên, trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm tiện tay ném ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên có một cái bạch sắc khô lâu, chính là lúc trước cửu u quỷ chủ cho hắn. Địa ngục chi chủ dò ra một cái ma thủ, bắt lấy Tiêu Phàm ném ra lệnh bài, sau đó đột nhiên hóa thành hình người, cung kính giơ lên lệnh bài màu đen. Bái kiến chủ nhân, địa ngục chi chủ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính bái nói. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng bị giật nảy mình, nhỏ giọng thầm thì nói, không phải liền là một khối lệnh bài sao. Lời này nghe vào địa ngục chi chủ trong tai, lại còn dường như sấm sét. Hắn cung kính hoàn trả lệnh bài màu đen, nói, bái kiến đại nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.